Chương 141, phòng trò chơi nằm ở phía bên kia của tầng 1, ngay đối diện với phòng 101 bị khóa, bên cạnh cầu thang phía Tây. Căn phòng này lớn hơn nhiều so với căn phòng họ ở, đồ đạc bên trong cũng rất khác biệt, có tủ rượu thủy tinh, quầy ba và ghế sofa vòng tròn, trông giống như cợt và sang trọng. Trần phòng cũng thấp hơn nhiều, trần gỗ làm thành hình thuyền, hai bên tường có treo phao cứu sinh, mang phong cách của cướp biển ngày xưa. Đây là cảnh trong trò chơi của chúng ta, Ám dạ phi tinh vừa cười vừa nói. Trò chơi bắt đầu vào lúc nửa đêm hôm nay, mọi người sẽ ngồi ở bàn này trước, sau đó chúng ta sẽ rút thẻ nhân vật của mọi người, sau đó chúng ta sẽ đưa mọi người kịch để mọi người xem, sáng sớm mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Nghe anh ta nói như vậy, cửu sát vô xá đột nhiên nói, tại sao lại là sáng sớm mai? Không phải nói trò chơi bắt đầu lúc nửa đêm sao? Ồ, đúng vậy, trò chơi bắt đầu lúc nửa đêm, ám dạ phi tinh cười giải thích. Nhưng từ nửa đêm đến 6 giờ sáng mai, thời gian này dành cho bạn đóng vai hung thủ hành động, cho nên nếu thân phận của anh không phải là hung thủ, anh không thể ra ngoài, để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, tất cả các phòng trừ phòng của hung thủ sẽ bị khóa tại thời điểm này và không thể mở từ bên trong. Cái gì? Không được mở? Chúng ta sẽ bị khóa bên trong sao? Chu Mạn nhíu mày, quá nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không phải chúng ta sẽ bị nhốt chết trong phòng sao? Nghe cô ta nói, nhiều người có mặt lập tức ồ lên, "Đúng vậy. Không phải chúng ta chỉ chơi một trò chơi thôi sao, cũng không phải thắng được nhà hay đất gì đó, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Đúng vậy, mọi người nên tự giác một chút, không phải chỉ cần không đi ra ngoài là được rồi sao, sao phải nhốt chúng ta lại?" Ám Dạ Phi Tinh bị mọi người nói cho xấu hổ. "Được rồi, anh bất đắc dĩ xoa thái dương, thở dài nói, vậy thì chúng ta sẽ không khóa cửa nữa, nhưng mọi người nên có ý thức một chút." không phải thời gian hoạt động của mọi người, mọi người không được đi ra ngoài, cũng không được nhìn lén, là do mọi người nói chơi trò chơi không cần nghiêm túc như vậy mà, chúng tôi có một người chết trong trò chơi này, đã có người đóng vai đó. Nói rồi anh chỉ về một hướng trên đầu, sau hành động của anh ta, đèn trong phòng đột nhiên tối đi rất nhiều, mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn. Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người xung quanh. Họ theo bản năng nhìn theo tay ám dạ phi tinh và thấy anh ta đang ám chỉ dàn giáo treo lơ lửng trên đầu họ cái dàn giáo treo được cố định bằng những tấm gỗ cũ khoảng cách giữa các thanh gỗ rộng ba ngón tay kết cấu ngổn ngang thoạt nhìn trông như kết quả của một công cuộc xây dựng vội vàng khi ánh mắt của mọi người hướng lên trên một chiếc đèn led được lắp trên trần nhà đã bật sáng ánh sáng trắng dịu mát chiếu vào trần nhà với độ sáng vừa phải đủ để mọi người có mặt đều có thể nhìn rõ trần nhà a a a nơi đó có người hùng hùng hét lên cô ta ngồi ở vị trí không may ngay dưới ánh đèn led Lúc này khi đèn sáng lên, cô thấy rõ ràng một con mắt đang nhìn mình chầm chầm, sợ đến mức đầu cô có tiếng vù vù, không suy nghĩ mà thét lên chói tai. Tiếng hét này khiến mọi người trong phòng giật mình. Mọi người dường như đều chạy ra cửa, bàn tròn chỉ còn lại có ba người là ám dạ phi tinh, Trần Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch. Tại sao anh không chạy? Ám dạ phi tinh tò mò hỏi. Anh đương nhiên biết nội tình, lúc này người nằm trên chính là người đóng vai người chết, dàn giáo treo này cũng được thiết kế đặc biệt cho phép người nằm trên đó lộ mặt và thân tất cả đều là để tạo không khí cho khung cảnh nhưng anh ấy đã chuyển nó ra trước để mọi người cùng trải nghiệm điều này cũng có thể tăng thêm phần thú vị cho trò chơi hiệu quả đúng là tốt như anh tưởng tượng nhưng đôi nam nữ mới tham gia này lại nằm ngoài dự đoán của anh ta bọn họ bình tĩnh ngồi ở đó không có vẻ sợ hãi anh nói muốn tìm người đóng vai người chết khi đèn tắt cánh tay của anh hơi động một chút Chắc để mở đèn chiếu phía trên, sắp đặt hiển nhiên như vậy chỉ có kẻ ngốc mới nhìn không ra, Cận Hải Dương lười biếng nói, ám dạ phi tinh gật đầu, anh vốn tưởng rằng người trước mặt là phú nhị đại, nhưng không ngờ anh ta tinh ý đến mức có thể nhìn rõ động tác nhỏ của anh, có thể nói anh đúng là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Cô gái này thì sao? Cô không sợ sao? Anh ta quay đầu nhìn Thẩm Lưu Bạch, cô gái thanh tú vốn dĩ cúi đầu, nhưng khi anh hỏi cô, cô ngạc nhiên nhìn anh ta vẻ mặt đầy ngạc nhiên không hề che giấu tại sao phải sợ không phải anh ta còn sống sao cô chỉ vào người đàn ông trên trận nhà nghiêm túc nói mặc dù anh ấy mở mắt nhưng đồng tử của anh ấy đang hội tụ chắc là do đèn led của anh quá sáng anh ấy bị chói mắt theo bản năng và anh ấy đã chớp mắt ám dạ phi tinh sững sờ nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cưng chiều hôn cô ấy một cái mới thở dài một cái hai người không thể tham gia trò chơi đúng là đáng tiếc anh ta cảm thán Lúc này, những người núp ở cửa cũng lần lượt quay lại, tuy rằng hầu hết mọi người vẫn không dám nhìn thi thể nằm trên đầu nhưng cũng không khỏi bàn hoàng. Ông chủ trịnh, xuống đây đi, ám dạ phi tinh ngước đầu đầu chào hỏi. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng va chạm, ngay sau đó, một người đàn ông gầy gò tóc dài xuất hiện trước mặt mọi người. Xin lỗi, đã làm mọi người sợ, anh ta ấy nấy nói, tôi là chủ của biệt thự suối nước nóng này và là một người yêu thích các trò chơi trinh thám vì vậy tôi đã biến phòng của mình thành phòng trò chơi chỗ của tôi mới sửa sang lại chưa tìm được nhân viên phù hợp nên lần này tôi tự làm ông chủ trịnh bối rối nói nhưng đừng lo vụ án và đạo cụ ở đây tôi đều chuẩn bị sẵn sàng mọi người đã chọn gói khó nhất của chúng tôi bên trong có rất nhiều chi tiết và gợi ý cho nội dung vở kịch chắc chắn mọi người sẽ hài lòng anh ta cười hít mắt lấy ra chín cái phong bì niêm phong giống nhau dựa theo số thứ tự đặt trước mặt mọi người thân phận và kịch bản đều ở bên trong mọi người chọn một số sau đó tùy theo thân phận bên trong mà chơi luật chơi cũng có trong đó vì mọi người không đồng ý khóa cửa nên xin mọi người ý thức một chút đừng phá hư trò chơi của chúng ta hỏa nhãn kim tinh mắt thần phân biệt được thật giả tốt xấu cận hải dương và thẩm lưu bạch không phải người chơi nên chỉ ngồi nhìn mọi người chọn phong bì chỉ có người chọn mới biết thân phận của mình cho nên người lấy phong bì xong cũng không mở ra ngay để sau khi về phòng mới mở ra kiểm tra mọi người chọn xong phong bì Chu Mạng chọn số 1, cửu sát vô xá số 2, số 3 và số 4 lần lượt được trao cho Hòa Thượng và Messi, số 5 là Hồng Thành Tiểu soái số 6 là Hùng Hùng, số 7 là Ám Dạ Phi Tinh, số 8 ca chạy vội còn Tiểu Hoang Hoang vắng mặt là số 9, do ông chủ giả sát chết giữ lại, ngày mai sẽ giao cho cô ấy. Được rồi, bây giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi, ông chủ sát chết cười nói, dáng vẻ phấn khích đó càng khiến người chơi kích động, nhớ kỹ. Chỉ có người với thân phận là hung thủ mới được ra ngoài vào buổi tối, nếu người khác bị tôi phát hiện, người đó lập tức bị mất tư cách chơi. Chúc các bạn may mắn, hẹn gặp lại vào ngày mai." Vừa nói, anh ta vừa hào hứng chạy đi với chiếc phong bì số 9. Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại Cận Bạch và người thanh niên gầy gò. Chu Mạn dường như muốn nói gì đó với hai người, nhưng nhìn thấy ám dạ phi tinh đứng bên cạnh, cuối cùng cũng đi ra ngoài. "Xin lỗi, chúng tôi chỉ chuẩn bị chính nhân vật vì vậy chỉ có thể mời hai người làm khán giả, ám giả phi tinh ấy nấy nói. Cận Hải Dương lắc đầu, không sao đâu, ban đầu chúng tôi ở lại vì bảo, có cơ hội xem trò chơi thực tế của mọi người cũng rất thú vị. Nói rồi anh nhìn xuống người con gái trong lòng mình, mỉm cười, đúng không, em yêu, chúng ta đánh cược xem ai sẽ là người tìm ra hung thủ trước, người kia sẽ được có một điều ước, được không, người đàn ông lười biếng mỉm cười, vẻ ưu nhã có chút vẻ bất cần, trong đôi mắt đen lấy hiện lên sự hứng thú hiếm thấy lúc này cận hải dương khác hoàn toàn với một đội trưởng cảnh sát quyết đoán giỏi giang thường thấy thẩm lưu bạch ngẩng đầu liếc anh một cái có chút bối rối không biết là anh đang đóng kịch hay là mới hiện nguyên hình cho nên còn chưa chuẩn bị để trả lời anh thật tiếc là người đàn ông đã không buông tha cho cô dễ dàng như vậy anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán cô vẻ nghiêm túc ẩn trong nụ cười nửa miệng của anh làm sao vậy em không dám hả anh khẽ thì thầm vào tai cô thẩm lưu bạch ngay người liếc mắt một cái gật đầu về phía ám dạ phi tinh bên cạnh tự mình đi về phía phòng ở lầu một đây là giận người đàn ông cao lớn đang dựa vào tường cười nhạt nhìn bóng lưng của cô trên mặt lộ ra vẻ chiều chuộng cô bạch thật xinh đẹp tôi nghĩ tính tình của cô ấy rất điềm đạm và ít nói anh đúng là có phúc trong mắt ám dạ phi tinh mang theo sự ghen tị nói không có đâu cô bé kia rất bướng bỉnh da mặt thì mỏng nói không được thì trở mặt chọc chút mà cũng giận, tôi còn phải dỗ dành vị tổ tông này đây. Cận Hải Dương cười nói, đúng rồi, tôi thấy mọi người chơi chung nhiều người như vậy, đều quen nhau trên mạng sao, đúng vậy, chúng tôi ở chung một nhóm thảo luận, ám dạ phi tinh cũng không giấu giếm, thẳng nhiên nói, tôi, hoa đằng mạng, cửa sát vô xá, ca chạy vội, hoa thượng ăn thịt, hùng hùng đều là bạn trò chuyện trên mạng khá thân thiết, tôi nói muốn tổ chức trò chơi thực tế thì mọi người đều tích cực hưởng ứng, hùng hùng dở theo bạn cô ấy là tiểu hoang hoang, Messi là đến cùng với hòa thượng, còn hồng thanh tiểu soái kia là do ông chủ đề cử để lo vấn đề bảo hiểm, chúng tôi cũng ít người nên tính thêm cả ông chủ nữa. Thật ra thì tiểu soái cũng là người của nhóm chúng tôi, nhưng lần này anh ấy giống như đi làm việc hơn, vừa nói xong, anh ta đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi, anh được Khoa đằng mạng giới thiệu đúng không? Vậy anh là bạn hay là khách hàng của cô ấy? Việc Hoa Đằng Mạng là luật sư không phải là bí mật trong nhóm, Thường thì mọi người đều thích hỏi cô ấy về một số vấn đề pháp lý khi có thắc mắc, một số người trong số họ cũng đã trở thành khách hàng của cô ấy, vì vậy ám dạ phi tinh có hỏi điều này cũng là bình thường. Chúng tôi là bạn, có chung công việc, cũng là luật sư sao? Cận Hải Dương trả lời rất mơ hồ, người thanh niên đeo kính trước mặt đã hiểu sai ý của anh, anh không vội sửa lại mà chuyển sang chủ đề khác. Mọi người đã chuẩn bị rất kỹ cho trò chơi này, ngay cả thi thể cũng có người làm, tại sao trước đây tôi chưa nghe nói đến một nơi tốt như vậy? nghe anh nói, ám dạ phi tinh dừng lại, sau đó cười đáp, tôi cũng mới nhìn thấy trên Internet, ông chủ vừa mới khai trương, chúng tôi cũng là những vị khách đầu tiên mà anh ấy tiếp đón, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, ẩn ý nói, chờ chúng ta trở về, nơi này có thể sẽ trở nên rất nổi tiếng, đến lúc đó nhất định phải cho anh ta điểm đánh giá cao nhất, hai người trò chuyện một lúc rồi về phòng. Trong phòng, Thẩm Lưu Bạch đã thay bộ đồ ngủ, đang ngồi trên ghế sofa đọc sách điện tử thái độ không đề phòng của cô khiến đàn ông rất hài lòng, có cảm giác như một gia đình. Trên thực tế, đó cũng là kết quả của việc anh dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô. Cho dù có thảo luận về vụ án xảy ra đột ngột hâu không thì mỗi ngày cố định, dù ăn cơm hay ở trên sân thượng trò chuyện, cô đã hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng với anh. Tính ra thì thẩm lưu bạch dành hơn nửa ngày để ở với anh ta, hơn nữa anh còn kiểm soát cả thời gian rảnh của cô, đây là điều mà rất nhiều cặp đôi không làm được. Đội trưởng Cận rất hài lòng với kết quả này, tâm trạng đang tốt, lại mới xác nhận quan hệ, ý đồ trêu chọc cô giống như núi lửa phun trào, không thể khống chế được. Đang xem gì vậy, anh chen đến ngồi xuống bên cạnh cô, thân hình cao lớn ông lấy cô, bao phủ cô trong hơi thở của anh. Anh cúi đầu, nhìn vào cuốn sách điện tử trong tay cô, thấy trên đó dày đặc chữ và hình ảnh, rõ ràng là một luận văn có tính chuyên nghiệp cao. Thẩm Lưu Bạch hơi mất tự nhiên giật mình, thân thể bị người đàn ông ông lấy cô bị anh ôm ở trên đùi, lưng dán vào lộ nờ dây ngực của anh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến trên người cô, làm tim cô cũng đập nhanh hơn một chút, luận văn của em. Một thời gian nữa em sẽ đến Kinh Thành để tham gia hội thảo học thuật, em phải chuẩn bị trước, học thường niên sao, người đàn ông đặt cầm mình vào cổ cô, bất mãn hừ một tiếng, đi bao nhiêu ngày. Em sẽ ở đâu, vị trí chính xác sẽ được bên hội nghị thông báo sau, thời gian khoảng một tháng sau đó, cô không chắc nói. Người đàn ông gật đầu, vậy thì tốt, thời gian đó đúng lúc nghỉ Tết, anh dẫn em về nhà một chuyến, thẩm lưu bạch hơi giật mình, lúc này cô mới nhớ ra trước đây anh đã nói muốn dẫn cô đi gặp ông nội, nhưng đó là chuyện cách đây vài giờ, bây giờ quyết định còn hơi sớm, cô định phản đối, nhưng đã bị bàn tay gian ra của người đàn ông che lại, đừng nói cái gì anh không thích nghe, cứ quyết định vậy đi, anh lười biến nói, dù sao thì chỗ người ta sắp xếp cũng không thể quá tốt. So với việc cùng người khác chen chúc ở chung không bằng theo anh về nhà ở đi. Nếu em thấy không tiện thì chờ chúng ta gặp ông nội xong thì anh dẫn em ra ngoài ở, ở phía Tây bên đó anh có một căn nhà, đến lúc đó anh tìm người dọn dẹp trước. Thẩm Lưu Bạch cảm thấy hai người không có cùng suy nghĩ. Cô quay lại, định nói lý lẽ với anh thì người đàn ông đột nhiên nghiêm mặt, làm động tác im lặng về phía cô. Có người đến, anh khẽ thì thầm vào tai cô. Thẩm Lưu Bạch sững người, theo bản năng nhìn lên đồng hồ treo tường bây giờ mới 9 giờ rưỡi người đóng vai hung thủ phải nửa đêm mới được bắt đầu hoạt động lúc này ai có thể đến chứ chu mạng cô ngước nhìn cận hải dương quả nhiên thấy đối phương gật đầu đúng lúc này tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên giọng nói rụt rè của chu mạng từ bên ngoài truyền vào cận bạch chồng của bạch có thể nói chuyện không hai người nhìn nhau thẩm lưu bạch định đứng dậy đi mở cửa trước ngay khi cô chuẩn bị mở cửa một người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô em quay lại đi anh mở cửa anh thản nhiên nói cũng trễ rồi em mở cửa không an toàn lỡ có chuyện gì thì anh cũng có thể ứng phó được nghe những gì anh nói cô không kiên trì nữa ngoan ngoãn bước lại sofa ngồi xuống trong hoàn cảnh xa lạ ở cùng với một nhóm người xa lạ cẩn thận hơn cũng không có gì quá đáng cô vẫn còn nhớ đồ kim loại trong túi của cà chạy vội chứng tỏ việc lo lắng cũng không có gì sai cận hải dương mở cửa là chu mạng đứng ở bên ngoài cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ vẻ mặt hơi hoang mang rối loạn hiển nhiên không có tâm trạng nghỉ ngơi xin lỗi đã làm phiền hai người tôi có chuyện muốn nói cô ấy vặn phong bì trong tay lúng túng nói nếu có thể cô không muốn làm phiền cặp đôi này vốn cô muốn nói chuyện phiến với họ sau bữa tối nhưng không tìm được cơ hội thích hợp vì vậy phải dời đến bữa khuya ở trong phòng cô lại suy nghĩ linh tinh cảm thấy phải cùng bọn họ bàn bạc một chút mới được cho nên hấp tấp đến đây cũng may là hai người chỉ mới thay đồ ngủ và không làm chuyện gì đáng ngại nên cô bớt xấu hổ đi rất nhiều. Vào trong rồi nói, người đàn ông mở cửa, chu mạng thận trọng bước vào. Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với thẩm lưu bạch, vẻ mặt ấy nấy bắt đầu xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi, tôi biết mình hơi đường đột, nhưng hai người là người tôi quen biết, tôi thật sự không thể tìm thấy ai khác để bàn bạc. Nói xong, cô ấy đưa chiếc phong bì rút được đưa ra trước mặt hai người rồi thấp giọng nói. Tôi, tôi rất xui xẻo khi rút được, hung thủ, sau đó, cô lấy ra một tấm thẻ từ trong phong bì với một bức tranh bộ xương khô đẫm máu, đúng là hung thủ, không phải rất thú vị sao, cô sợ cái gì, người đàn ông vô lại tiếp tục cùng thẩm lưu bạch ngồi xuống ghế sofa, lười biến hỏi, chu mạng đỏ mặt, ánh mặt lặng lẽ chuyển động, dù biết người đàn ông trước mặt đã có chủ, nhưng cá tính mãnh liệt đặc biệt này vẫn khiến cho tim cô đập loạn nhịp, để tránh cho bản thân mắc sai lầm, cô thầm niệm kinh kim cương. Là như vậy, cô lấy lại bình tĩnh, từ từ lấy ra một tờ giấy hướng dẫn trong phong bì, chỉ vào chữ trên đó nói: "Theo kịch bản, sau nửa đêm tối nay, tôi sẽ rời khỏi phòng, đem giấu hung khí giết người do trò chơi cung cấp. Bây giờ có một chiếc hộp ở trước cửa phòng của mọi người, bên trong là những đạo cụ mà mỗi nhân vật cần sử dụng, tôi có một con dao trong đó." Nói rồi cô ấy lấy trong túi ra một chiếc hộp nhựa, vừa mở nắp ra thì một con dao gọt hoa quả dính máu hiện ra trước mặt mọi người, là mực đỏ, Thẩm Lưu Bạch liếc nhìn bên trong, khẳng định không có mùi dĩ, màu quá sáng, nồng độ và độ bám bề mặt đồng đều, đây không phải là máu. Tất nhiên, nếu là máu, tôi sẽ sợ chết khiếp, vẻ mặt chu mạng vui mừng nói. Bây giờ tôi rất hối hận vì đã đến tham gia trò chơi này. Tôi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì mà lại một thân một mình đến đảo hoang, sau đó cũng một đám người không quen biết chơi trò chơi giết người. Nhất định đầu tôi bị cửa kẹp rồi, bây giờ nửa đêm phải ra ngoài để giấu hung khí giết người tôi nghĩ đến nửa đêm ở căn nhà vắng tanh này tôi rất sợ hận không thể khóa chặt cửa không bao giờ đi ra ngoài nữa lỡ như thật sự gặp phải chuyện gì thì sẽ tiêu rồi sao nói rồi cô nhìn hai người trước mặt đầy mong đợi làm ơn đi cùng tôi được không có hai người tôi sẽ có thêm can đảm tôi còn có thể khá hơn chút bằng không chân tôi sẽ không dám động luôn nghe cô nói vậy cận hải dương hơi nhíu mày không phải nói trừ hung thủ không ai có thể ra ngoài sao phá luật thì không tốt lắm đối với những người phụ nữ khác ngoài thẩm lưu bạch cận hải dương luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn nhất là loại thương hoa tiết ngọc nhưng phải hy sinh thời gian quý báu ở chung phòng với người yêu của mình sắc mặt chu mạng hơi cứng lại biết cận hải dương đang từ chối cô dù đã sớm biết anh không có ý như vậy với mình nhưng mỹ nữ cũng sẽ tự ái nói vậy mà còn bị cự tuyệt thật sự là tổn thương lòng tự trọng của cô tuy nhiên thực tế vẫn chưa cho phép cô giả vờ kiên cường cận hải dương và thẩm lưu bạch là hy vọng duy nhất của cô nếu không cô sẽ lẻ loi ở trong phòng một mình lúc nửa đêm. Cô khó xử nhìn Thẩm Lưu Bạch, bác sĩ Thẩm, làm ơn đi mà, tôi thật sự không dám, Thẩm Lưu Bạch có tính người hơn cận Hải Dương. Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của chu Mạng, dứt khoát gật đầu, được, tôi đi cùng cô, nghe cô nói vậy, đôi mắt người đàn ông nheo lại một cách nguy hiểm. Tuy nhiên, anh ta không lập tức gây khó dễ, sau khi tiễn chu Mạng cảm ơn liên tục ra ngoài, cận Hải Dương lập tức thu lại khuôn mặt thờ ơ mỉm cười. Vương tay Bảy thẩm lưu bạch lên ghế sofa, thế nào? Gàng lớn rồi sao? Nửa đêm, người ta không dám đi lại trong nhà, em thì lợi hại, không chút do dự đã đáp ứng, anh cúi xuống tiến lại gần cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm. Thẩm lưu bạch dãy dù một hồi, nhưng thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, nên dứt khoát từ bỏ phản kháng. Cô ấy nói cô ấy sợ, hơn nữa một mình đúng là rất nguy hiểm, nghe cô nói vậy, người đàn ông chợt nhếch mép. Một người thì nguy hiểm, hai người cộng lại sẽ không nguy hiểm sao thẩm lưu bạch những lời anh nói với em em xem như đánh trắm à anh đã nói là không có việc gì thì đừng xông vào chỗ nguy hiểm có khi còn chưa kịp đợi em dùng não thì nắm đấm của người ta đã ập đến em rồi em biết không hả em là con gái yếu đuối một thân một mình một ngón tay cũng đủ đánh ngã em lỡ xảy ra chuyện gì em cũng không kịp chạy đâu còn nữa anh đã nói với em rồi trò chơi này không phải đơn giản như vậy em đừng ngu ngốc trộn lẫn dính vào trong đây có vấn đề nghe anh nói thẩm lưu bạch ngẩng đầu lên vẻ mặt khó hiểu nhìn anh nghĩa là sao nhưng người đàn ông nhún vai không có gì chỉ là trực giác thôi coi như là trò chơi thì nơi này cũng quá kỳ quái thâm sơn cùng cốc không nói đem một biệt thự đẹp như vậy biến thành chỗ chơi trò chơi thực tế đúng là lãng phí cũng phải nhìn xem nơi này có phải cái chợ hay không em thật sự nghĩ rằng có người sẽ đi xa như vậy để đến đây chơi trò chơi sao thẩm lưu bạch ngây thơ gật đầu có nha nếu thích thì sao không đến? Ở đây rất có không khí của một hiện trường vụ án, Cận Hải Dương bị dáng vẻ đương nhiên của cô chọc cười, anh đến gần, ông cô vào lòng, ác ý nói, cục cưng nói rất đúng, ở đây rất có không khí vì trước đây nơi này là hiện trường vụ án, lời vừa nói ra, thẩm lưu bạch liền sững sờ, cô nhìn xung quanh theo bản năng, dáng vẻ kia giống như con sóc nhỏ cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, nhút nhát nhưng rất đáng yêu, người đàn ông dở tính lan sói, đè cô xuống hôn, đến khi cô không thể thở nổi muốn miễn cưỡng buông ra. Tiểu Bạch, khi trở về em nhất định phải tập luyện mỗi buổi sáng với anh, thể lực em kém như vậy, anh TH ở dốc ghé vào tai cô nói. Thẩm Lưu Bạch đỏ mặt, không biết sức mạnh đến từ đâu mà tránh thoát khỏi cái ôm của người đàn ông, vội vàng lui ra một đầu khác của ghế sofa, vẻ mặt cảnh giác, có người lại thành một khối. Người đàn ông cười khẽ, không có ý định tiếp tục ép buộc cô. Anh ngã người ra sau, duỗi chân dài trên sofa, đường viên cổ áo hở, lộ ra cơ bắp trắng chắc khỏe mạnh, nhìn thẩm lưu bạch xấu hổ đỏ mặt, lão lưu manh cận đại thiếu gia không thèm để ý, anh nhau mắt, ánh mắt nhìn đầu kia của ghế sofa, khẽ ly ba em mờ môi, lại đây, anh kể cho em một chuyện, không qua, giáo sư thẩm không phải là con thỏ trắng nhỏ đơn thuần, ngu ngốc, anh nằm như vậy mà là tư thế kể chuyện xưa sao? Cô có ngu mới đưa dê vào miệng cọp, thật không, người đàn ông mỉm cười, vẫy tay với cô, không lừa em, thật sự là kể chuyện, anh không làm gì đâu nếu em không qua thì anh sẽ qua đó nghe anh nói thẩm lưu bạch do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định nhượng bộ từ những gì cô biết về anh lời nói của người đàn ông vẫn còn tính cô chủ động đầu hàng điều này tốt hơn nhiều so với việc chống cự lại với anh quả nhiên cô bị anh kéo đúng là không có động tác gì nữa chỉ nghe được một giọng nói trầm thấp đảo bạch sa anh nhớ ra rồi Năm năm trước có một vụ án đặc biệt xảy ra ở đây, vụ án đó đến giờ vẫn chưa được phá, vị trí cụ thể chắc là ngôi nhà này. Quả nhiên, anh vừa nhắc đến chuyện chính, thẩm lưu bạch không nhúc nhích nữa, lặng lặng chờ nghe, thấy cô hứng thú, người đàn ông bỗng nổi lên ý xấu, im lặng không nói nữa, sau đó thì sao? Vụ án gì? Sao lại không nói tiếp, cô nóng nảy đẩy anh, thấy anh trêu chọc cô thì trừng mắt nhìn, anh không có tâm trạng, anh buồn bã nói, tại sao vậy? không phải khi nãy rất tốt sao anh muốn nháo cái gì đây nghe cô nói người đàn ông chỉ nhắm mắt lại như không khỏe làm ra vẻ như thể sắp ngủ anh không nói không có tâm trạng thẩm lưu bạch lườm anh một cái vậy anh muốn thế nào mới có tâm trạng cô dừng lại đột nhiên hiểu ý của người đàn ông không khỏi đỏ mặt cận hải dương chỉ cảm thấy cô tiến lại gần một sự mềm mại ấm áp chạm vào má anh anh đột nhiên mở mắt ra vươn tay kéo cô lại đôi môi đáng lẽ phải đặt trên má anh lại bị anh gắt gao bắt lấy lần này người đàn ông nhanh chóng buông cô ra anh đè vai cô tê hát ở dốc nhưng trong lòng lại thầm than thở không phải ai cũng có thể là thánh nhân người phụ nữ mình thích ở trong lòng thì sao có thể ngồi yên không động được anh thật sự khâm phục sự kiềm chế của mình nhưng sự kiên nhẫn của anh đến đây cũng chấm dứt tiếp tục nữa anh không bảo đảm có thể chịu đựng được sự mê hoặc này nói không chừng sẽ không kiềm chế được mà ta tay không được bây giờ chưa được anh nói với chính mình anh dùng mọi thủ đoạn để có được cô nếu lúc này liều lĩnh rất dễ củi kiếm ba năm thiêu trong một giờ hủy hoại hết tín nhiệm của cô đối với anh đường này không thể đi được hơn nữa bên cạnh cô còn có những con ruồi như vệ nguyên diêm tử long anh không thể phạm sai lầm để bọn họ nắm đuôi được nghĩ đến đây anh mỉm cười với cô nhẹ nhàng nói thật là thông minh em đã có cách đối phó với anh rồi cách đây năm năm một nữ sinh viên đại học đã chết tại đây anh nghe nói lúc đó có một bữa tiệc, khi phát hiện, cô ấy đã gục trong phòng và tắt thở. Có người tham gia bữa tiệc đã báo cảnh sát, cảnh sát lần lượt khám xét phòng của họ và phát hiện ra rằng họ đang tổ chức một bữa tiệc M túy. Tổng cộng có 12 người và 9 người trong số họ dương tính với xét nghiệm M túy. Hai người đứng ra tổ chức bữa tiệc bị buộc tội sử dụng và tàn trữ trái phép chất M túy, 9 người còn lại bị cưỡng ép cai nghiện M túy. Theo kết quả giám định pháp y, Cô gái đã chết được phát hiện có benjamit x, tức là chất độc ít. Kết luận cuối cùng là cô ấy chết do sốc phản vệ cấp vì sử dụng em túy, trên thi thể không tìm thấy dấu vết khả nghi nào khác. Mọi người đều nói cô ấy tự mình muốn dùng nên vụ án được khép lại dựa trên kết luận đó. Nhà cô gái đó hoàn cảnh không tốt nhưng lại rất xinh đẹp, học hành cũng không dễ dàng, hôm đó đi cùng bạn học cùng ký túc xá, bản thân cô ấy nhất định vốn không biết chơi cái này sẽ hại người, gia đình cảm thấy có điều gì đó không ổn họ không đồng ý với kết luận về nguyên nhân tử vong họ nói rằng con gái họ không thể làm loại chuyện đó nhất định là bị người ta hãm hại anh dừng lại nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng liều thuốc bình thường sẽ không gây tử vong nhưng đúng lúc cô ấy có cơ địa dị ứng đặc biệt nên đã bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng vào thời điểm xảy ra vụ án cô ấy được tìm thấy nằm một mình trong phòng quần áo vẫn còn nguyên vẹn nhưng có lỗ kim trên cánh tay không có dấu vết bị xâm hại ở hiện trường cũng không tìm thấy da hay tóc của người khác mọi người đều nói họ không nhìn thấy cô ấy chỉ có dấu vân tay của cô ấy trên ống tim và túi em mờ túy qua kết quả xét nghiệm chứng tỏ rằng cô ấy đã tự tim em mờ túy nói đến đây người đàn ông đột nhiên đứng lên ánh mắt đột nhiên sâu xa lạ thường anh bước đến bên cửa sổ nhìn màn mưa ngày càng dày đặc bên ngoài một giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng im lặng nếu anh không nhầm hiện trường vụ án chắc là căn phòng đóng cửa ở phía bên kia của tầng 1 và có bốn người là đương sự trong vụ án năm đó có xuất hiện ở đây. Thẩm Lưu Bạch rùng mình, một cảm giác quen thuộc không thể giải thích đột nhiên dâng lên trong lòng. Đó là một cảnh báo nguy hiểm theo bản năng. Khi Cận Hải Dương nói về vụ án này, trong lòng cô đột nhiên có một sự lo lắng mà không rõ lý do. Năm năm trước, tại hiện trường vụ án năm đó cũng có 11 người, trong đó có 4 người là đương sự của vụ án năm đó, là trùng hợp sao? Không, không đúng, không phải 11 người, tính cả ông chủ chơi giả sát chết, tổng cộng có 12 người trong nhà, tình cờ trùng khớp với ngày xảy vụ án. Cô và Cận Hải Dương tình cờ đến nên không thể tính trong số 9 người, họ đến theo lời mời của chu Mạng, cô và Cận Hải Dương sẽ không có mặt trên đảo Bạch Sa nếu cơn bão số 12 không đột ngột đổi hướng, nên chỉ là ngẫu nhiên, em sợ sao, người đàn ông lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo thon thả của cô, bây giờ em biết tại sao anh nói ở đây có vấn đề rồi chứ anh hạ giọng nói có lẽ đêm nay sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra ở nơi này không phải trong tiểu thuyết trinh thám đều viết vậy sao một đám người chơi trò chơi trong phòng kín kiểu gì cũng sẽ có người chết anh càng nói giọng càng trầm cuối cùng anh khẽ thở ra bên tai cô làm cô giận dữ anh thật nhàm chán nhìn thấy anh lưu manh cọ sát cô nhanh chóng ngăn mặt anh lại nghiêm mặt hỏi vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ chúng ta đã hứa với chu mạng hơn nữa cô ấy đi một mình cũng sẽ có nguy hiểm thẩm lưu bạch không phải thánh mẫu, nhưng để cô trơ mắt nhìn người quen xảy ra chuyện nguy hiểm, cô tự thấy mình không sát đá như vậy. Không sao, đi với cô ấy là được rồi, để anh đi với em, chúng ta đi sớm về sớm. Anh dừng lại, đột nhiên bổ sung thêm một câu. Nếu chúng ta phát hiện cô ấy có gì bất thường, chúng ta sẽ quay lại ngay lập tức, được không? Nghe anh nói, thẩm lưu bạch ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt cô bất giác quét về màn mưa ngoài cửa sổ. Cô không thích đêm giông bão, một đêm như vậy chính là ác mộng sinh tử đối với cô sau bao nhiêu năm cô đã nỗ lực để vượt qua nỗi sợ hãi đó nhưng tuổi thơ u ám không dễ dàng loại bỏ như vậy cho đến bây giờ cô vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó hoàn toàn cho đến khi người đàn ông này bắt đầu ở bên cạnh cô bản năng cô tin tưởng anh dựa vào anh cô tin tưởng mọi quyết định của anh ngủ một giấc trước đi còn một tiếng nữa chu mạng tới anh sẽ đánh thức em người đàn ông kéo cô đến bên giường còn anh thì ông chăn và gối đặt lên sofa bên cạnh, hình như đang chuẩn bị ngủ ở đó. Anh, Thẩm Lưu Bạch nhìn động tác của anh, trên mặt không che giấu được sự kinh ngạc. Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô, một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Thế nào? Có phải thấy anh không ngủ trên giường nên em cảm thấy mất hứng không? Anh duỗi hai tay ra, nâng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi quỳ gối trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh cũng muốn nha, cực kỳ muốn nhưng anh sợ mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân, vì vậy, anh chỉ có thể ủy khuất cục cưng ngủ một mình trên giường. Thẩm Lưu Bạch cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt giả vờ đau khổ của anh, cô vui vẻ xoa đầu anh, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười, vậy anh cố gắng chịu đựng đi. Hiếm khi thấy cô lộ ra dáng vẻ trêu chọc, đại đội tưởng cần thấy ứng ngực nghiêm mặt tiến tới, cho anh một câu xác định đi, muốn anh chịu đựng tới khi nào, cô đảo mắt, chậm rãi nói, hôm nay được nè nhưng giới hạn phải trước 12 giờ, sau đó thì chúng ta nói sau. Ngay khi nói ra những lời này, cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này khác hẳn, anh chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn hoàn toàn đứng thẳng, cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi trên giường, trong mắt dường như có một ngọn lửa đang cháy, không còn những lời nói bông đùa, bây giờ cận hải dương đầy hung hãn và chiếm đoạt. Chẳng khác nào giả thú đã khóa chặt con mồi, đang khởi động để sẵn sàng tấn công. Cục cưng à, em có nghiêm túc không, hả? Giọng anh trầm hơn hẳn, đôi mắt đen lấy dáng chặt vào cô, ít hầu anh khẽ động, thẩm lưu bạch bị anh làm cho có chút lúng cuốn, cô không ngờ rằng một câu nói đùa lại khiến anh phản ứng nghiêm trọng như vậy, nhất thời cô không biết phải nói gì, cận hải dương nhìn biểu hiện nghiêm trọng của cô, sau một lúc im lặng, anh đột nhiên bật cười thành tiếng, anh bước đến bên giường cô, ngồi xuống, vươn tay ông cô vào lòng, ác ý nói, em quá coi thường người đàn ông của mình, còn chưa đến một tiếng, em nghĩ như vậy đủ cho anh dùng sao? Thẩm Lưu Bạch anh nói cho em biết, anh sẽ nhớ kỹ lời em nói, sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm cơ hội dạy cho em một bài học, để em biết thế nào là trời cao đất rộng. Đang nói chuyện, anh đột nhiên cảm thấy có một đôi tay nhỏ bé từ từ ôm lấy eo anh, giống hệt như khi anh ôm cô. Khuôn mặt cô bị anh ôm vào trong lòng, giọng nói trầm thấp, nhưng từng lời từng chữ đều đánh trúng tim anh. "Cận Hải Dương, cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho em thêm thời gian. Cảm ơn anh chấp nhận theo sự thích ứng của em." Cảm ơn anh." Người đàn ông sững sờ một lúc, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười dịu dàng. Tuy nhiên, giọng điệu của anh vẫn ác ý như vậy, nghe thật đáng ghét. "Em biết thì tốt rồi, nếu không thì uổng công nuôi phải một con sói mắt trắng rồi, không nghe lời, thích tự mình quyết, có thể lật mặt nhanh hơn lật sách, vẻ mặt thì đáng yêu như vậy, tính tình này không làm cho người ta thích chút nào. Các khuyết điểm của em anh đều nhớ kỹ, đến lúc đó sẽ tính với em, em đừng nghĩ không phải cả nha." Cô buồn cười không muốn thật sự đáp lại hai người dỗ dành nhau một hồi đến khi có tiếng bước chân nhẹ từ cầu thang mới chịu dừng lại là chu mạng thẩm lưu bạch ngẩng đầu khỏi vòng tay cận hải dương nhưng nhìn thấy người đàn ông đã cảnh giác tắt đèn đầu giường cả phòng lập tức yên lặng chìm vào bóng tối tiếng bước chân vang vọng trên hành lang yên tĩnh đối phương dường như đi rất nhẹ không lắng nghe thì sẽ không rõ lắm người trên hành lang bước nhanh tới nhưng không có hướng đến phòng của hai người cận hải dương nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ thời gian đã điểm đúng không, không năm rồi, đã là nửa đêm. Theo quy định của trò chơi, chỉ có hung thủ mới được ra ngoài sau nửa đêm, trước 6 giờ, những người còn lại chỉ có thể ở trong phòng. Chu Mạng nói rằng cô ấy chuẩn bị xong sẽ đến tìm họ, nhìn ra được cô ấy thật sự sợ, lời này không phải nói đùa. Tiếng bước chân truyền đến từ trên lầu, đi thẳng xuống dưới, nhưng không đến chỗ bọn họ, xem ra không phải là Chu Mạng. Không phải Chu Mạng, vậy thì là ai? Cận Hải Dương rón rén đi tới cửa, dán lên cửa một lát, sau đó duỗi tay hướng về phía tây. Thẩm Lưu Bạch hiểu được, anh đang ám chỉ người kia đang ở đối diện. Phòng phía tây bị khóa và là hiện trường được sắp đặt sẵn, lần này đi qua, liệu có phải là Chu Mạn? Nếu là cô ấy, tại sao cô ấy không đến tìm họ? Vừa suy nghĩ, liền thấy Cận Hải Dương chậm rãi trở về, anh không bật đèn ngủ nữa, mà đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn về phía tây trong im lặng. Chuyện gì vậy? Thẩm Lưu Bạch yên lặng đi theo, nhẹ giọng hỏi cô nhìn theo tầm mắt của anh nhưng ngoài trừ bầu trời bí ẩn và những bóng cây mơ hồ cô không thấy gì cả âm thanh đã biến mất người đàn ông trầm giọng nói từ trên lầu đi xuống sau đó không quay lại nữa điều này có nghĩa là đối phương vẫn ở căn phòng phía tây hoặc trong phòng có lối đi khác anh nhìn đồng hồ đã nửa đêm không ba mươi cả tầng một im ắng vắng lặng như một ngôi mộ khi anh ta đang nói tiếng bước chân trên lầu lại vang lên lần này âm thanh lớn hơn lần trước gần như là chạy xuống, kèm theo tiếng thở gấp của người phụ nữ, là chu mạng. Cận Hải Dương quay đầu nhìn về phía cửa phòng nói, quả nhiên ngay sau đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, giọng nói trầm thấp của Chu Mạn từ bên ngoài truyền đến, cô ấy nói rất nhanh và vội vàng, rõ ràng là cô ấy đang sợ hãi, thẩm, bạch, cô có ở đó không? Là tôi, tôi là Chu Mạn. Cận Hải Dương mở cửa, chỉ thấy Chu Mạn đã thay một bộ đồ thể thao, kinh ngạc đứng trước cửa phòng, trên tay cầm chiếc hộp chứa hung khí giết người vào rồi nói cận hải dương liếc cô một cái rồi quay sang mở cửa cảm ơn chu mạng thở dài nhẹ nhõm cảm kích nói tôi thay quần áo thể thao để tiện di chuyển hơi mất thời gian một chút xin lỗi vì đến muộn nghe cô ấy nói thẩm lưu bạch khẽ nhíu mày cô vừa xuống lầu sao đúng tôi rất vội lúc xuống lầu suýt chút nữa đã té ngã chu mạng vội vàng gật đầu cận hải dương và thẩm lưu bạch nhìn nhau cũng không nói gì trong phòng thoáng chốc im lặng, Chu Mạng nghi ngờ liếc nhìn xung quanh, không hiểu ý của câu hỏi này, chuyện gì vậy? Cô Kinh Hải hỏi. Không có gì, không phải nói đến lúc không giờ sao? Chúng tôi thấy cô không tới, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện. Cận Hải Dương Thản nhiên nói. Lý do này Chu Mạng chấp nhận. Cô lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt kinh hải. Khi tôi vốn chuẩn bị đi, nhưng trong công ty bỗng có chút việc phiền tôi một chút. Lúc tôi xuống cầu thang đúng là bị hù chết. Trên hành lang không có một ai, tuy đèn rất sáng nhưng không biết ở đâu họ đem đến cái gương. Tôi suýt chút nữa ngất đi, gương sao, nghe cô nói, lông mày thẩm lưu bạch hơi nhíu lại, cô nhớ rõ, vào bữa tối, trên hành lang không có thứ gì, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một chiếc gương, từ, không biết nó xuất hiện từ lúc nào, lúc xuống lầu nhìn thấy một bóng người, còn tưởng là ma, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang, sau đó, tôi to gan nhìn lại lần nữa, phát hiện đó là một tấm gương, người bên trong chính là tôi chu mạng kinh ngạc nói đúng rồi nhanh chóng làm những việc cần làm mọi người có thể về sớm nghỉ ngơi cận hải dương thản nhiên nói anh quay người ẩn ý nhìn thẩm lưu bạch mở cửa đi ra khỏi phòng trước chu mạng lập tức đi theo thẩm lưu bạch so với cô còn yếu đuối hơn cô tin tưởng cận hải dương hơn mặc dù anh hoàn toàn không có hứng thú với cô chúng ta đi đâu con dao của tôi nên để ở đâu cô thấp giọng hỏi anh chỉ thấy anh đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nửa miệng cô hỏi tôi việc này sao anh dừng lại đợi cô gái phía sau chậm rãi đi tới sau đó nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nói việc này không phải cô nên tự mình quyết định sao chúng tôi chỉ đi cùng cô đi chỗ nào do cô quyết định đi anh lại nhìn vào đồng hồ đưa ra một câu đầy ẩn ý cũng trễ rồi câu tiếp theo anh còn chưa nói nhưng chu mạng vốn là người giỏi quan sát sắc mặt đã nhìn ra được ý của anh ta trên mặt lập tức nở nụ cười miễn cưỡng cô còn cho rằng đàn ông này thương hoa tiết ngọc không phải chỉ hơi trễ thôi sao thức khuya đối với đàn ông chỉ là chuyện nhỏ so với khả năng cô gặp phải nguy hiểm thì như ăn một bữa sáng thôi sao không thể hiểu cho cô một chút thông cảm một chút cho tâm trạng của cô không ngờ cận hải dương lại không phong độ chút nào không hề quan tâm đê ến cô gái yếu đuối như cô đúng là nhìn lầm anh rồi vậy đặt ở phòng bị khóa đối diện hiện trường đi tôi nhét vào khe cửa trong phút chốc họ sẽ không tìm ra được chu mạng chán nản nói cô đã từng nhìn kỹ nơi đó nếu không phải cận hải dương không hiểu được chuyện tình cảm cô rất muốn cùng anh đi dạo giữa đêm khuya sẽ không quyết định nhanh như vậy đi thôi cận hải dương gật đầu mang theo thẩm lưu bạch sải bước đi đến đầu kia hành lang vừa đi qua cầu thang liền liếc mắt nhìn trên bậc thang nơi đó đúng là có một tấm gương ở đó cao khoảng một người bình thường nó dường như được gắn vào tường lúc trước sau lại không để ý đến anh còn nhớ anh và thẩm lưu bạch đã từng lên lầu ba gọi tiểu hoang hoang gì đó xuống ăn tối lúc đó cái gương này cũng ở đây sao nhìn lại anh tiếp tục đi về phía căn phòng bị khóa ở đây sao anh đứng trước cánh cửa đóng chặt nhìn rồi xoay người nhường chỗ cho chu mạng cô đã chọn một nơi tốt như vậy lỡ cánh cửa này đến ông chủ cũng không mở được cô không tìm được hung khí chỉ có thể nghi ngờ chưa từng gây án chu mạng ngẩng đầu nhìn anh xác định anh không có ý thay mình bỏ dao vào chỉ có thể lấy dao từ trong hộp ra, ngồi xổm xuống, cố gắng bỏ vào khe cửa. Bây giờ, cô đối với người đàn ông này không còn mong đợi gì nữa, dù anh ấy có đẹp trai thế nào đi nữa, anh ấy có tương lai, có tài năng và giàu có thế nào cũng không dùng được. Anh đối với cô không có chút hứng thú nào, mặt mũi cô lần này đều để cho người mù nhìn, còn làm gì nữa đều là lãng phí thời gian, không đáng chút nào. Cô cũng có lòng tự trọng, được không? Dù thế nào thì cô cùng là một người đẹp đô thị thông minh sắc sảo, tại sao lại phải thắt cổ trên một cái cây, tạm biệt. Một đêm trời mưa, vẫn không có xu thế giảm, tuy rằng đã không còn sấm sét, nhưng gió trên đảo lại là càng lúc càng lớn, ngồi ở trong phòng cũng nghe được âm thanh gào thét của núi rừng. Theo tình hình này, chỉ sợ nhất thời chúng ta không thể xuống núi được. Cận Hải Dương nhìn sắc trời âm u, vẻ mặt nghiêm trọng, khi thẩm lưu bạch tỉnh lại liền thấy anh đứng ở phía trước cửa sổ quan sát, nhìn không được tò mò từ trên giường bò dậy, cùng anh nhìn về phía màn mưa ngoài cửa sổ ngày hôm qua đến vội vàng không kịp nhìn kỹ hiện tại mới phát hiện thì ra họ ở trong một phòng hướng ra núi xa xa còn có hai ngọn núi cao lớn hơn có vẻ là nơi cao nhất của đảo bạch sa núi non tràn ngập thực vật xanh tươi nhìn từ xa có màu xanh đậm gần như đen bụi cây rậm rạp khó có thể nhìn thấy lối đi nhưng lại có một loại hương vị rừng nguyên sinh phòng của họ được trang bị cửa sổ phòng trộm những ống thép dày bằng cánh tay lần lượt nối tiếp nhau cận hải dương đưa tay ra kéo mạnh nhưng nó không nhúc nhích đồ tốt anh không nhịn được tán thưởng một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái có vẻ mặt ngây thơ bên cạnh khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười dịu dàng tiểu bạch chào buổi sáng chào buổi sáng thẩm lưu bạch đỏ mặt nhỏ giọng đáp một câu tuy rằng không phải lần đầu tiên chào hỏi nhau nhưng sau khi bức tường phân cách giữa họ bị phá bỏ mọi chuyện không còn giống như trước kia nữa làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng thế nào bỗng nhiên trong lúc đó cô không biết phải đối diện với người đàn ông này như thế nào cô chưa từng yêu đương, trong viện nghiên cứu, đều tập trung những kẻ điện, chỉ có phát ti ba tê tình dê xê, chưa bao giờ nói tình cảm. Cô đã từng xem rất nhiều phim truyền hình, bên trong có rất nhiều tình cảm trằn trọc đau khổ, mỗi lần cô xem đều nhập tâm xem nhưng lại hoàn toàn không tìm được cảm xúc chân thật, cho nên hiện tại phải làm thế nào đây? Em nói cái gì, sao anh không nghe được? Hả, người đàn ông đi đến trước mặt cô, cúi đầu nở nụ cười dịu dàng, giọng anh là một giọng khàn đặc trưng, trầm trầm, rất dễ nghe. Thẩm Lưu Bạch cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn anh. Cô cảm giác tay anh đang xoa mặt cô. Em, em còn chưa rửa mặt. Phốc, Cận Hải Dương nhìn không được liền bật cười. Cưng à, sao em lại đáng yêu như vậy? Thẩm Lưu Bạch bị anh ôm vào trong lòng, cảm nhận được lộ nờ dây ngực của anh phập phồng rung động, trên mặt nóng như bị cháy. Cô biết lời nói của mình rất ngốc, dứt khoát cam chịu đem mặt chôn ở trong lộ nờ dây ngực anh, không chịu ngẩng lên. Được rồi, đừng giận, là anh sai, anh không nên cười, Tiểu Bạch là cục cưng thích sạch sẽ. Đang nói, bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh kim loại va chạm, hai người đồng thời ngẩng đầu, cẩn thận nghe theo phương hướng âm thanh truyền đến. Cận Hải Dương nhắm mắt, khi mở ra, tay anh chỉ về phía tây, là bên phía cổng chính. Anh bước nhanh về phía trước cửa sổ, mở ra nhìn đến hướng cổng chính. Không được. Nhìn không thấy. Bị cửa sổ phòng trọng chặn rồi, người đàn ông nhíu mày, kéo cô gái đang mơ màng đi về phía cửa mới vừa đi đến cầu thang liền phát hiện hầu hết mọi người đều đã ra ngoài hồng thành tiểu soái đang dùng lực vặn tay cầm của cửa mồ hôi đầy đầu và mặt có người ở bên ngoài khóa trái nhốt chúng ta rồi thấy hai người cận bạch cũng ra tới hồng thành tiểu soái lập tức la lên không biết vì sao anh cảm thấy ông trời con phú nhị đại kia thật đáng tin giống như đã gặp được cứu tinh khóa trái cận hải dương nhíu mày khuôn mặt anh tuấn lộ ra sự nghi ngờ anh bước nhanh đến trước cửa, duỗi tay kéo then cửa, lại cẩn thận quan sát tình trạng chốt cửa, quay đầu lại nhìn về phía ám dạ phi tinh đang mơ màng đứng cách đó không xa. Chìa khóa đâu? À, ở chỗ này, ám dạ phi tinh rùng mình một cái, giống như mới hoàn hồn, không ngừng lấy ra chìa khóa, chạy tới đưa. Cận Hải Dương đem chìa khóa vặn thử, sau đó liền dứt khoát lưu loát ném chìa khóa lại, khẳng định, vô dụng, khóa cửa là bị người ta phá hư rồi. Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu, đã thấy ánh mắt kinh hoảng của mọi người dẫn đường lên lầu vừa đi anh vừa hỏi chỗ này trên lầu là ai ở mọi người nhìn nhau cuối cùng chu mạng thấp thỏm giơ tay lên là tôi tôi ở trên lầu đối diện cổng chính cô dừng một chút sau đó cẩn thận nói phía dưới phòng tôi có cái màn trắng mưa nên không nhìn thấy tình hình của cổng đó nghe cô nói như vậy cận hải dương nhìn cô thật sâu không nói gì lên lầu ba mọi người cũng lập tức theo lên lầu ba thấy anh dừng lại ám dạ phi tinh hiểu ý lập tức tiến đến, thấp giọng nói, phòng này là của Hùng Hùng, chúng ta nhiều đàn ông vậy đứng đây không tốt lắm đâu, người đàn ông cúi đầu nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao, làm anh ta không dám nhìn thẳng, động tĩnh lớn như vậy mà vì sao cô ấy lại không ra xem, anh lạnh lùng hỏi, đưa tay chỉ vào căn phòng kế bên có hình mặt cười trên cửa, hai người họ đều như vậy, không cảm thấy kỳ lạ sao, nói xong, anh gõ cửa, sau đó dán tay lên cửa nghe một chút, rồi quay đầu nhìn lại ám dạ phi tinh, có chìa khóa dự phòng không, ám dạ phi tinh lắc đầu, không có, nếu đã đưa cho mọi người thì đều tự mình giữ, tôi chỉ có chìa khóa cổng chính. Ông chủ trịnh cũng không có sao, cận hải dương nhíu mày, anh mắt sắc bén nhìn xung quanh, thản nhiên hỏi, ngày hôm qua tôi quên hỏi, ông chủ trịnh đâu rồi? Ở chung với chúng ta hay đã ở bên ngoài, hôm qua anh nói với tôi trong biệt thự chỉ có 12 phòng, trong đó có một phòng bị khóa, một phòng khác làm phòng trò chơi, vậy ông chủ trịnh ở đâu? Nghe anh hỏi như vậy, ám dạ phi tinh có chút xấu hổ chỉ xuống dưới lầu. Thật ra ông chủ trịnh ở trong căn phòng bị khóa kia. Nghe nói căn phòng kia xảy ra chuyện không ai muốn ở, cho nên ông chủ trịnh tự mình dùng. Lời này vừa nói ra, người có mặt ở đây xấu hổ nhất là chu mạng. Hôm qua cô còn nửa đêm nhét hung khí vào dưới khe cửa nữa, vốn tưởng đó là phòng trống, không nghĩ đến lại có người ở. Tưởng tượng đến vẻ kinh ngạc của ông chủ trịnh khi nghe bọn họ nói chuyện trước cửa, cô cảm thấy nóng mặt, hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Để tránh sang chuyện khác, cô gắng gượng cười đi ra nói, chúng ta, chúng ta vẫn đi xem Hùng Hùng và Tiểu Hoang Hoang đi. Hôm qua Tiểu Hoang Hoang đã không ra, sáng nay Hùng Hùng cũng không mở cửa, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Những lời nói của chu Mạng gợi lên sợ hãi mơ hồ trong lòng những người có mặt. Trong một ngôi biệt thự trên núi, vào một đêm mưa, ai đó đã phá khóa cửa vào sáng sớm và nhốt họ trong một ngôi nhà kín. Đúng vậy, chúng ta đi xem chút đi, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, thì giải cứu cũng không trễ. Hồng Thành tiểu soái nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc im lặng, giọng nói của anh vừa đúng lúc lớn đến mức mọi người đều có thể nghe thấy, lập tức có người đi theo. Đúng, đúng, mau tìm cách mở cửa, đúng vậy. Mạng người quan trọng, Cận Hải Dương lắc đầu, đôi mắt đen lấy nhìn chầm chầm ám dạ phi tinh. Anh nói ông chủ trịnh sống ở lầu một, vậy người đâu? Người, người đang. Ám dạ phi tinh chưa kịp trả lời thì một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong đám đông. Ông chủ trịnh gắn gượng lách thân hình gầy yếu bước ra. Tôi đây, cận hải dương nhìn đi nhìn lại anh ta một hồi, liền thấy cả người anh ta đều mặc pyjama, đi dép lê, tóc dài ngang vai, rối tung như rơm, như thể vừa mới xuống giường. Anh nhìn chầm chầm vào đôi dép lớn một lúc, lát sau mới hỏi, chìa khóa phòng này đâu? Ông chủ trịnh bị khí thế áp chế của anh làm cho sợ hãi, không nói nên lời, chỉ biết mò trong túi, sau đó lấy ra một chùm chìa khóa, tìm một cái rồi đưa cho anh. Là, là cái này, cận hải dương cầm vặn qua vặn lại thì thấy dù lỗ khóa di chuyển nhưng chốt phía dưới vẫn bị kẹt ở đó. Nếu, nếu khóa trái, thì không thể mở, ông chủ trịnh lắp bắp, chưa kịp nói hết câu thì đã thấy người đàn ông dáng dấp cao lớn đột nhiên giơ chân dài đá thẳng như bay vào cửa. Ba, sau một tiếng trầm lớn, cánh cửa liền mở toang để lộ ra căn phòng trống rỗng bên trong. Hùng hùng đi rồi chăn bông trên giường cuộn thành một khối, thẩm lưu bạch vương tay kiểm tra nhiệt độ, đã lạnh, người rời đi đã lâu, cửa sổ phòng đang mở, mưa gió bên ngoài thổi thẳng vào, bệ cửa sổ đã ẩm ướt, trong phòng không có gì, sạch sẽ như phòng mới, cô ấy không mang theo thứ gì sao, hồng thành tiểu soái nghi ngờ hỏi, anh thật ngốc. Cô ta trang điểm đậm như vậy sao có thể không mang theo gì? Nếu cô ấy dám thì chắc là không muốn kiếm ăn nữa rồi. Ca chạy vội trợn mắt nhìn anh ta, dễu cật đáp, mọi người có mặt đều cảm thấy những gì cà chạy vội nói rất có lý thật ra hùng hùng làm cái gì người từng trải trong xã hội nhiều năm đều có thể nhìn ra được khác với hoa đằng mạng thông minh sắc sảo khác với bạch trầm tĩnh đáng yêu trên người hùng hùng bất ái mang theo khí chất phong trần nhất cử nhất động đều có vẻ quyến rũ cho dù che giấu thế nào cũng bị lộ ra manh mối những cô gái như hùng hùng nếu không có gì khác thì phải mang theo chai lọ đựng bông tẩy trang đồ trang điểm ngoài ra còn quần áo giày dép và vật dụng cá nhân hành lý của cô chỉ có thể nhiều hơn đàn ông tuyệt đối không thể sạch sẽ trống rỗng như vậy cô ấy đi rồi sao hòa thượng ăn thịt đột nhiên nói không thể nào ông chủ trịnh lập tức lắc đầu ở đây không có phương tiện giao thông công cộng phải tự lái xe ô tô hoặc thuê xe ô tô đưa đón khi lên xuống núi người không thông thạo đường thì không đi được đâu anh dừng lại rồi tiếp tục hơn nữa tôi cũng không có xe lão vương tài xế đón mọi người lúc trước thường có việc khác cho nên không gọi ông ấy sẽ không đến. Hùng hùng bất ái cũng không nói tôi gọi điện thoại, theo lý mà nói cô ấy không thể xuống núi được. Vậy cô ấy đi đâu? Hồng Thành tiểu soái lẩm bẩm hỏi. Câu hỏi này, tất cả mọi người có mặt đều không trả lời được. Cận Hải Dương đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy màn mưa mênh mông, sân vắng tanh, xung quanh là núi rừng tươi tốt nên không nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi xem phòng của tiểu hoang hoang đi, cả ngày lẫn đêm cô ấy đều không xuất hiện. Người đàn ông nói rồi đi về phía cửa kế bên, mọi người cũng đi theo ngay lập tức, chỉ còn lại thẩm lưu bạch quanh quẩn trong phòng. Chu mạng liếc cô một cái, cuối cùng cũng không nói gì, đuổi theo cận hải dương. Thẩm lưu bạch đứng bên cửa sổ một lúc, sau đó dán mắt vào cánh cửa trượt dẫn ra sân thượng cách đó không xa. Sân thượng của phòng hùng hùng sát phòng kế bên, xa hơn một chút là sân thượng lớn độc lập, cách đó không xa. Hai mắt cô lóe lên, như phát hiện ra điều gì đó, cô bước nhanh ra sân thượng. Vương Tay lấy điện thoại di động ra, tách tách. Trong góc sân thượng, một mảnh vải cuốn quanh trụ lan can bị nước mưa làm ướt sũng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được màu hồng nhạt. Căn phòng này là của Hùng Hùng, vậy những mảnh quần áo xuất hiện ở đây cũng là của Hùng Hùng sao? Thẩm Lưu Bạch chụp chung quanh vài tấm, cúi đầu suy nghĩ, sau đó chạy xuống lầu, trở về phòng lấy túi ra. Cô có thói quen mang theo một chiếc túi kín bên mình, cô không muốn nói là do bệnh nghề nghiệp của cô nghiêm trọng, nhưng lần này nó có ích mang đôi găng tay dùng một lần vào, cô cẩn thận gỡ lớp vải cuốn quanh lan can, cho vào một chiếc túi kín. Cô nhìn về phía sân thượng bên cạnh, cận hải dương dẫn đầu đám người đứng trong phòng, từ góc độ của cô có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của anh, cô muốn nhảy qua để xem. Bản năng mách bảo cô rằng chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra và điều đó rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, đầu tiên cô cẩn thận nắm lấy lan can, trong đầu thầm ước lượng khoảng cách và góc độ, cô chưa kịp di chuyển, giọng nói cận hải dương đột nhiên vang lên sau lưng cô tiểu bạch em làm gì vậy đứng ở cửa anh không vừa lòng với việc cô bị ướt sũng nước mưa bước nhanh đến kéo cô vào phòng em đang quậy cái gì anh cởi áo khoác choàng lên đầu cô thuận tay lau hoàn toàn không đụng đến chiếc khăn đang treo trong phòng tắm anh và cô nghĩ đến một điều rằng từ nay bất cứ thứ gì trong phòng này đều không được chạm vào thật tiếc vì anh đã phá cửa nếu không anh đã khóa lại để bảo vệ hiện trường anh nhỏ giọng nói phòng bên cạnh không có ai nhưng đồ đạc vẫn ở đó rất kỳ lạ nói rồi anh ôm cô vào lòng bình tĩnh nhìn những người phía sau vợ tôi mắc mưa tôi đưa cô ấy về phòng tắm rửa thay quần áo mọi người tự nhiên đi nói rồi anh cũng không quan tâm đê ến phản ứng của cả nhóm như thế nào anh đi xuống lầu vòng tay ông thẩm lưu bạch đi thẳng về phòng em đi tắm trước đi sau khi tắm xong anh có chuyện muốn nói với em anh thản nhiên nói sắc mặt của anh vẫn như thường ngày nhưng thẩm lưu bạch chỉ biết là anh đang tức giận chiếc áo khoác của anh quấn quanh người cô trong suốt thời gian anh dẫn cô trở lại phòng mà không nói một lời không thể hiểu được thẩm lưu bạch cảm thấy chột dạ cô ở trong phòng tắm ngay người một lúc lâu đến khi không thể ở được nữa mới lau tóc rồi bước ra ngoài vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa trong phòng hai tay khoanh lại đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn về phía cô thấy cô ngập ngừng bước ra anh vẫy tay với cô ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh. Thẩm Lưu Bạch theo bản năng chọn ghế sofa đối diện, nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của cô, người đàn ông đột nhiên cười thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt. Bây giờ em biết sợ rồi sao? Anh dừng lại, hình dáng đôi mắt đẹp để khẽ nheo lại, cả người thoáng hiện một sự nguy hiểm. Vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Nghĩ đến việc trèo lên sân thượng trong cơn giông bão, thẩm lưu bạch, sao anh không biết em còn có năng lực này? Thấy anh sắp bắt đầu nói về cô, cô ủ rũ rụt cổ lại, không phục phản bác một câu, em có tính toán, thấy cô không những không nhận ra lỗi của mình mà còn dám phản bác lại, đại đội trưởng cận lập tức cảm thấy không thể nuông chiều cô bé này, phải mạnh mẽ trấn áp, anh bật cười một tiếng, thờ ơ ờ nói, tính toán cái gì? Có phải em tìm được manh mối ở đó không, thẩm tiểu bạch, anh đã nói với em mấy lần rồi, em có đầu óc cũng đừng nghĩ muốn làm gì cũng được. Em có biết em leo lan can nguy hiểm như thế nào không? thần kinh vận động của em không tốt lỡ sơ ý ngã xuống thì sao thẩm lưu bạch tức giận trước lời cười nhạo của anh ai có thần kinh vận động không tốt chứ em đã tính toán khoảng cách rồi nhảy một bước cũng không có vấn đề gì em chỉ muốn xem tại sao người trong phòng đó lại đi qua sân thượng để sang phòng bên cạnh em tìm thấy những mảnh vải trên lan can sân thượng nói rồi cô lấy mảnh vải nhỏ cất trong túi kín từ trong túi quần ra nghiêm túc đặt trước mặt người đàn ông nghe cô nói Ánh mắt Cận Hải Dương cũng trở nên nghiêm túc hơn, anh đưa tay cầm lên xem cái túi nhỏ đã được khóa kín, nhìn Thẩm Lưu Bạch một cái đầy ẩn ý, khẽ cười nói: "Cục Cưng, em thật tận tâm, ra ngoài luôn mang theo túi kín, em sẵn sàng thu thập chứng cứ bất kỳ lúc nào sao?" Đây vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng Thẩm Lưu Bạch lại gật đầu dứt khoát, nghiêm túc giải thích: "Những thứ này là để em sử dụng, trong trường hợp một ngày nào đó em bị ai đó bắt được, em sẽ giữ lại tất cả các bằng chứng và manh mối để lưu trữ để sau này lúc điều tra sẽ dễ dàng hơn lời nói của cô khiến cận hải dương nhíu mày là một cặp đôi đang yêu nhau anh đương nhiên không thích một giả thiết đen đủi như vậy anh muốn giáo dục cô không được nói nhảm nhưng đối diện với ánh mắt rất nghiêm túc của cô anh đột nhiên không nói được lời nào cô thật sự nghĩ như vậy cô làm theo cách này cô cảm thấy không an toàn lúc này anh chợt nghĩ đến những chuyện cũ mà cô đã nói với anh Viện nghiên cứu nơi xảy ra vụ tai nạn 10 năm trước, nơi cô lớn lên với tư cách là một đối tượng nghiên cứu, cho đến khi vụ tai nạn xảy ra, cô mới được thả ra. Vậy cô nghĩ rằng mình có thể bị bắt lại sao? Viện nghiên cứu kiểu gì vậy, xuất xứ ở đâu, sao cô lại sợ như vậy? Nghĩ vậy, Cận Hải Dương thầm hạ quyết tâm, sau khi quay về nhất định phải xem kỹ hồ sơ trước đó. Một vụ tai nạn lớn như phá hủy viện nghiên cứu chắc chắn phải có ghi lại hồ sơ liên quan, nhất định phải kiểm tra kỹ càng rồi nghe thẩm lưu bạch nói tiếp em tìm thấy mảnh vải này trên lan can sân thượng em thấy hùng hùng bất ái cũng mặc một chất liệu tương tự em tìm thấy nó ở sân thượng phòng cô ấy chắc là có liên quan gì đến cô ấy trong thùng rác trong nhà tắm có túi bao bì đựng mặt nạ đã mở và bông tẩy trang đã qua sử dụng em không tìm thấy chiếc mặt nạ đã bị vứt đi nếu như hùng hùng bất ái thật sự tự mình đi tại sao cô ấy không tháo mặt nạ vứt đi thật kỳ lạ cận hải dương gật đầu vậy em nghi ngờ cô ấy bị bắt cóc à trên đường đi từ sân thượng đến phòng bên cạnh hả cô lắc đầu cánh cửa bên cạnh cũng bị khóa cho dù giả thiết của em là đúng người đó cũng không thể qua cửa được chúng ta phải tìm cách khác nhắc mới nhớ thật tuyệt khi em mang theo túi kín thật sự có một số thứ trong phòng cần cất giữ lát nữa em xem sẽ biết nói tới đây anh đột nhiên nhìn thấy thẩm lưu bạch nhìn mình vẻ mặt khó hiểu trong mắt tràn đầy không đồng ý sao vậy anh nhướng mày có vấn đề gì không? Nếu anh đã phát hiện ra vấn đề, vì sao còn muốn em trở lại, trong túi em còn túi kín, có thể quay lại hiện trường sớm để thu thập chứng cứ. Thẩm Lưu Bạch nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt có chút không đồng tình. Thật ra cô không chỉ trích anh cái gì, Cận Hải Dương luôn là người chuyên nghiệp, anh không có lý do gì lại mắc phải sai lầm tầm thường như vậy. Em lo lắng sẽ có người vào phá hoại hiện trường sao? Người đàn ông ngã người ra sao? Người cao lớn dựa vào lưng ghế sofa phía sau, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Không sao đâu, anh đã nhờ họ khóa hai phòng này. Anh có chìa khóa, chúng ta lên lầu ngay đi. Trước khi đi anh đã chụp hình lại rồi, nếu có người động đến đồ trong phòng thì chỉ có thể là ông chủ trịnh, bởi vì chìa khóa là do anh ta đưa. Anh chắc anh ta sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn như vậy, em cũng để ý trong nhà này có cái gì kỳ quái đúng không? Sở dĩ anh không muốn làm ngay là vì không muốn đánh trắng động cỏ, anh luôn cảm thấy có kẻ trốn trong bóng tối dở trò, nghe tiếng bước chân, hiện tại mọi người đều đang ở phòng ăn lầu một, chúng ta lặng lẽ đi lên một lát, làm xong việc cần làm càng sớm càng tốt, sau đó trở về nghe bọn họ đang nói chuyện, thiếu mất hai người, bọn họ sẽ không cho rằng không có chuyện phát sinh sao. Hơn nữa, chúng ta tạm thời bị mắc kẹt ở đây, khi chưa biết đối phương là người thế nào, không nên quá tự tin, kẻo làm lỡ việc không đáng, thấy vẻ mặt thẩm lưu bạch đã thoải mái hơn nhiều, đôi mắt sáng ngời của người đàn ông khẽ lóe lên, sau đó anh lại bổ sung thêm một câu với nụ cười nửa miệng được rồi kết thúc chuyện chính bây giờ chúng ta hãy nói về sai lầm mà em phạm phải sáng nay đừng tưởng rằng cứ như vậy là kết thúc không có cửa đâu thẩm lưu bạch anh nói với em lần cuối nếu sau này em tái phạm lại nữa thì đừng trách anh không khách khí với em không để lại mặt mũi cho em sau khi sửa soạn một lát hai người đi đến phòng của tiểu hoang hoang ở lầu ba tiểu hoang hoang là một người chỉ biết tên mà chưa thấy người từ khi đến nhà này vẫn chưa chính thức gặp ngay từ đầu cũng là chuyện lạ mở cửa trước tiên cận hải dương đứng ở cửa liếc mắt nhìn sau khi chắc chắn không có chuyện gì liền cùng thẩm lưu bạch đi vào ở đây người đàn ông đưa tay vén tắm đệm trên giường lên để lộ ống tim đã được hàng kín và một túi nhỏ chứa chất bột màu trắng túi đã mở nhưng ống tim chưa mở thẩm lưu bạch lập tức mở to mắt cô theo bản năng lấy ra bao tay đeo vào lấy nhíp kẹp nhẹ túi cẩn thận cho vào túi kín sự kết hợp của gói này, đơn giản là một lời chứng thực. Tiểu hoang hoang, dùng em mờ túy sao? Hơn nữa còn tiêm em mờ túy vào người, có vẻ nghiện rất nặng. Còn nhớ vụ án khoảng 5 năm trước mà anh đã nói với em không? Người đàn ông không trả lời cô trực tiếp, nhưng chậm rãi nói về chuyện khác. Thẩm Lưu Bạch không rõ gật đầu. Đương nhiên, hiện trường vụ án là căn phòng ông chủ trịnh ở, lần này bốn đương sự đều tới. Cô chợt nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Ý anh là, tiểu hoang hoang này chưa từng cai nghiện em mờ túy có vẻ là như vậy cơn nghiện khá nặng thậm chí chuẩn bị sẵn ống tiên cận hải dương bật cười khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ chăm chọc không chỉ thân thể cai nghiện mà còn phải cai nghiện tâm trí bằng không sớm muộn gì cũng đi lại con đường cũ cho nên vì tiểu hoang hoang là một kẻ nghiện ngập cô ấy sẽ không bao giờ để thứ này trong phòng mà tự mình rời đi cô ấy không bỏ được vừa nói người đàn ông vừa sờ cầm ánh mắt đột nhiên trở nên có phần khó đoán tiểu hoang hoang không phải tự mình đi, đa phần là do bị người ta tính kế, thật tiếc là không có dụng cụ, bằng không có thể kiểm tra kỹ căn phòng này, nhất định sẽ tìm được nhiều manh mối. Thẩm lưu bạch tiếc núi nhìn xung quanh, lần đầu tiên cảm thấy chỉ mang theo vài cái túi kín là một suy nghĩ không khôn ngoan. Trong nháy mắt, người đàn ông có thể nhìn ra suy nghĩ của cô, anh không khỏi bật cười, vươn tay ông cô vào lòng. Đủ rồi, chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy, đi đâu cũng gặp người chết, bây giờ điều kiện có hạn, chúng ta chỉ có thể làm mọi cách có thể. Nếu thật sự là một vụ án hình sự, chúng ta sẽ không đến nỗi luống cuốn tay chân. Đi thôi, chúng ta đi xuống dưới xem. Nói không chừng, kẻ dở trò nằm trong đám người dưới lầu. Khi hai người bước xuống, mọi người đã ngồi vào bàn tròn trong phòng trò chơi, không ai có tâm trạng ăn sáng. Cuối cùng, ông chủ trịnh và chú Mạng cùng nhau nấu một nồi mì, dọn ra cho mọi người, nhưng không ai đụng đũa. Đi đến phòng trò chơi là đề xuất của Messi, bạn trong phòng ăn mỗi bàn chỉ có thể ngồi bốn người nhưng bàn trong phòng trò chơi có không gian rộng rãi đặc biệt thích hợp để thảo luận đừng như thế này không sao đâu tôi đã gọi cảnh sát rồi chỉ là hiện tại mưa lớn quá không thể lên núi chờ bão qua thì tốt rồi anh ta không nói thì không sao vừa nói ra liền chọc giận cà chạy vội thanh niên đầu khói đùng, một tiếng đứng lên chỉ vào mũi anh ta quái gỡ nói anh nói nhảm gì đó sao lại không sao bây giờ chúng ta bị kẹt ở trong nhà này dùng chân nghĩ cũng biết mọi người không thể yên lòng rồi, chờ cảnh sát. Cảnh sát đến thì chúng ta đều là thi thể hết rồi, anh ta hoặc đang cố gắng ru ngủ chúng ta, hoặc đang tìm cơ hội tấn công chúng ta. Đó không phải là những gì đã được ghi trong tất cả những cuốn tiểu thuyết trinh thám đó sao? Bây giờ còn thiếu mất hai người. Không biết ai sẽ là người tiếp theo, tôi nghĩ ông chủ này có gì đó không ổn. Nếu không, cánh cổng bình thường sao lại bị ai đó phá hư? lời nói của cà chạy vội ngay lập tức gây được tiếng vang lớn đối với mọi người đúng anh ta còn bảo nhốt chúng ta từ nửa đêm đến sáng nay tôi nghĩ đó là một quy tắc kỳ quặc đúng vậy sáng nay đã mất hai cô gái nếu cứ tiếp tục như thế này thì ngày mai ai sẽ là người biến mất tiếp theo không sai hiện tại tất cả mọi người đều bị kẹt ở trên núi này rốt cuộc anh muốn làm gì mọi người tranh nhau nói ông chủ trịnh đã trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người suýt chút nữa họ đã mắng nhiếc anh ấy có ý đồ xấu. Người thanh niên tóc dài gầy gục rất đau khổ, muốn nói nhưng không xen vào được nên chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Cuối cùng, chính chu Mạng là người giúp anh ta. Đừng nói như vậy, tôi không nghĩ có liên quan gì đến ông chủ trịnh đâu. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn sang, cô bình tĩnh lại và nghiêm túc giải thích suy nghĩ của mình cho mọi người. Mọi người xem, Hồng Thành Tiểu soái là người đầu tiên để ý sáng nay cửa bị phá, vừa đúng 6 giờ, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng động nhốt người không phải là hung thủ trong phòng đúng là hơi kỳ lạ nhưng không phải hoàn toàn không có lý dù sao chúng ta tới đây chơi trò chơi trinh thám nếu có người phạm quy thì ai cũng không được chơi nếu như ông chủ trịnh làm vậy vậy tại sao anh ấy lại ở trong nhà này với chúng ta lúc cửa bị phá hư anh ấy cũng ở trong nhà không có khả năng phá hư cửa bên ngoài nếu ông chủ trịnh là đồng lõa của người ngoài thì bên kia nên biết đêm qua không có ai khóa cửa bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ra, đến 6 giờ liền phá cửa, không có gì đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều đóng cửa, như vậy hắn ta sẽ bị bại lộ thân phận. Như vậy kết luận, ông chủ trịnh là vô tội, ngay khi chu mạng dứt lời, mọi người lập tức vỗ tay tán thưởng, người dốc sức nhất chính là ông chủ trịnh, nước mắt lưng trồng nhìn chu mạng. Tự như đã từng nhìn thấy thanh thiên đại lão gia, đừng lo, ở đây tôi có đủ lương thực, đủ cho chúng ta ăn ba bốn ngày thanh niên tóc dài gầy gò phấn khích nói dự báo thời tiết nói sáng mai sẽ hết bão lúc đó mình mời mọi người ăn cơm ngon để an ủi mọi người lý lẽ của chu mạng cùng với lời hứa của ông chủ trịnh đồng thời khiến bầu không khí dịu đi rất nhiều cận hải dương yên lặng nhìn mọi người bắt đầu thả lỏng ánh mắt biến ảo khó lường suy luận của chu mạng quả thật có logic nhưng logic cũng có phân biệt tích cực và tiêu cực tư duy quán tính hình thành từ suy luận theo lẽ thường đôi khi dễ bị người ta lợi dụng rồi trở thành vũ khí che đậy hành vi. Câu hỏi mấu chốt nhất mà Chu Mạng và ông chủ trịnh không giải thích được là hai người mất tích bí ẩn đã đi đâu và đi như thế nào. Tuy nhiên, trước khi có bằng chứng, anh sẽ không hấp tấp bộc lộ suy nghĩ của mình, anh sẽ không cho người thần bí kia bất kỳ manh mối nào. Theo thói quen để mắt tới thẩm lưu bạch, người đàn ông phát hiện ra cô gái có vẻ ngoài thanh tú đang nhìn lên trần nhà, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu nhìn cận hải dương, nhỏ giọng nói, nghe thấy không, có người ở trên đó, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Giọng của Thẩm Lưu Bạch không lớn, nhưng lại thoáng qua một khoảng lặng đủ để mọi người có mặt đều nghe thấy rõ ràng. Lúc này trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, đèn không quá sáng. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay của cô, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà trần nhà phía trên tối đen, thật giống có người nằm trên đó. Cô, cô, đừng dọa chúng tôi nữa. Bị mắc kẹt ở đây đã rất đáng sợ rồi hồng thành tiểu soái run rẩy nói như chợt nghĩ ra điều gì đó nét mặt thoáng dịu đi là ông chủ trịnh ha 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 không phải ông chủ trịnh giả làm thi thể cho chúng ta sao vừa rồi còn đang nói chuyện với chúng ta sao lại bắt tay vào việc sớm như vậy khi anh ấy nói điều này bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều mọi người đều phụ họa theo đúng vậy ông chủ trịnh thật nhàm chán lúc này mới dọa người xuống đi bây giờ làm gì có tâm trạng chơi game đúng rồi người dọa chết người đó đừng có dọa chết người như vậy bên phía tổ chức có bảo hiểm cho việc bị dọa chết không đó ngay khi anh ta đang nói một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên trong góc không phải tôi 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 ở đây thanh niên tóc dài gầy gò thận trọng giơ tay lên yếu ớt nói trong phút chốc cả phòng chìm vào sự im lặng mọi người chết lặng nhìn lên khi ánh mắt tiếp xúc với bóng đen to lớn liền rùng mình một cái một lúc sau một giọng nữ lạnh lùng phá vỡ sự im lặng đó thẩm lưu bạch chỉ vào công tắc cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, có muốn bật đèn không, không phải có bóng đèn lét trên trần nhà sao? Bật nó lên sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình. Tất cả mọi người đều sững lại, nhìn cô gái xinh đẹp thanh tú này, cô ấy thực sự không hiểu. Hay là cô ấy quá gan dạ, có tổng cộng 11 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà này, hai người mất tích, chín người còn lại đang ngồi trong phòng, vậy ai là người nằm trên trần nhà, còn sống hay đã chết? có phải là một trong hai người bị mất tích không làm sao cô ấy có thể dám nhìn nó vào thời điểm như vậy trên đời này có người phụ nữ nào mà không sợ chết giáo sư thẩm hoàn toàn không ý nghĩa sâu xa trong đôi mắt của họ trên thực tế ngay cả khi cô biết cô cũng không quan tâm những người này nghĩ gì về mình thấy không ai trả lời cô tự nhiên đứng dậy ấn mở đèn dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người trần phía trên bàn được chiếu sáng ngay lập tức ánh sáng chiếu vào từ các khe hở trên tấm ván tạo ra một bóng dài trên mặt bàn. Đó thật sự là trong hình dạng của một người. À à, người đầu tiên hét lên là Hồng Thành Tiểu soái Anh ta đang ngồi ngay dưới ván gỗ, khi bật đèn nhìn lên thì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt bị tấm gỗ che đi một nửa. Giữa hai tấm ván có những sợi tóc xõa xuống, không thể nhìn thấy biểu hiện của người đó, ngoại trừ đôi mắt nhắm chặt, không biết còn sống hay đã chết. Hồng Thành Tiểu soái sợ đến mức chân mềm nhũng, thậm chí khi chạy ra khỏi phòng, anh ta còn bị trẹo chân nhưng anh ta không quan tâm đê ến cơn đau ở mắt cá chân chút nào toàn thân như bị rút hết sinh lực chỉ đứng thẳng lưng dựa vào tường ông ngực thở hổn hển sau tiếng hét chói tai của anh ta trong phút chốc mọi người trong phòng đều chạy hết chỉ còn cận hải dương và thẩm lưu bạch vẫn còn ngồi ở đó tại sao cô vẫn ở trong đó ra ngoài đi thật đáng sợ sắc mặt ám dạ phi tinh xanh mét hét lên nhưng nhìn thấy cô gái bạch mong manh và thanh tú đang từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi cô bước đến chỗ hồng thành tiểu soái vừa ngồi thì dừng lại ngẩng đầu nhìn trần nhà cô gái này có ngốc không sao cô to gan như vậy messi nói nhỏ bên tai hòa thượng ăn thịt ai biết được không phải trẻ con ngày nay đều thích sự khác biệt không giống người thường sao tôi nghĩ cô ấy mới hơn hai mươi thôi tôi đoán cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học chỉ có vẻ mặt chu mạng nghiêm trọng những người khác không biết nhưng cô ấy biết danh tính thật sự của cận bạch Người trông như một thiếu gia phú nhị đại thật sự là đội trưởng cảnh sát hình sự, cô gái hơn 20 này có vẻ như chưa tốt nghiệp đại học, thật sự là pháp y và giáo sư tại học viện hình cảnh. Cô ấy nhìn kỹ như vậy, chắc hẳn đã nhìn ra điều gì đó không ổn. Hầu hết những người có thể thu hút sự chú ý của cô ấy đều không phải là người sống, có lẽ một vụ án mạng thực sự sắp xảy ra ở đây. Cô thầm gào thét xui xẻo trong lòng, nhưng tầm mắt của cô vẫn vô ý đặt trên người người đàn ông kia, tuy rằng anh ta không có hứng thú với mình nhưng dù sao có một sát thần như anh, cô vẫn yên tâm hơn rất nhiều, chỉ là không biết khi nào họ mới tiết lộ danh tính. Trong phòng, Thẩm Lưu Bạch quan sát một hồi, sau đó xoay người dẫm lên một cái ghế đẩu, gần như đối mặt với người trên trần nhà. Sau khoảng 5 phút, cô bước xuống ghế, đi qua cận Hải Dương, ngồi xuống. Sao rồi? Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô, như thể chắc chắn cô đã có kết luận. Còn sống, tuy lộ nờ dê ngực phập phòng, nhưng nhịp thở không đều. Mau cứu cô ấy! là một cô gái trẻ không thể nhìn rõ mặt chắc là một trong hai cô gái mất tích cô nói nhẹ mấy người có mặt đều chưa từng nhìn thấy tiểu hoang hoang cô ấy và hùng hùng đến sớm tối hôm đó không xuống ăn cơm cùng mọi người nên không nhận ra cũng không lạ thấy hai người xì xào bên trong người bên ngoài không chịu nổi nữa này chuyện gì vậy các người nói đi chứ có chuyện gì vậy cà chạy vội hiển nhiên là sốt ruột cũng không dám đi vào có chút tò mò đợi một hồi liền hét lớn anh ta cùng đám người chạy ra ngoài lúc này nhìn thẩm lưu bạch bình tĩnh kiểm tra tình huống bên trong anh ta có chút hối hận nếu biết vậy anh sẽ không chạy ra ngoài một cô gái nhỏ còn không sợ mình sợ cái gì chứ làm cho người ta xem thường rồi cận hải dương ngẩng đầu liếc anh ta một cái ánh mắt sắc bén như dao khiến thanh niên tóc khói rùng mình một cái theo bản năng mà ngậm miệng lại anh cho rằng chồng của bạch kia chỉ là một công tử con nhà giàu nhưng không ngờ anh ta lại nghiêm túc như vậy. Khoảnh khắc nhìn nhau, ca chạy vội nghĩ rằng mình như là mục tiêu bị con mảnh thú nào đó nhắm trúng, có thể sẽ chết ngay lập tức. Anh ta không dám lên tiếng nữa, nhìn thấy đôi nam nữ kỳ lạ đi ra khỏi phòng, theo bản năng anh ta có người vào phía bức tường. Hôm qua anh lên đó bằng cách nào? Cận Hải Dương đi tới cửa, ánh mắt nhìn về phía ông chủ trịnh. Cạnh phòng này có một nhà kho nhỏ, có cầu thang trực tiếp đi lên, tôi chỉ cho anh. Ông chủ trịnh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc thì biết tình hình không ổn, anh không dám che giấu, ngón tay gầy guộc chỉ về hướng cửa bên cạnh, sắc mặt tái nhợt gần như biến mất ngay lập tức, anh đẩy cửa phòng phân phối điện bên cạnh, có một cầu thang bê tông hiện ra trước mắt mọi người, chỗ này, chỗ này không có khóa, ông chủ trịnh chỉ vào một lối đi trong vách tường, cái này được kết nối với trần nhà bên cạnh, tôi đã vào đây từ hôm qua, bên trong khoảng 2 mét, nhưng chỉ chịu được sức nặng của một người, thật vậy, chỉ có một người có thể nằm xuống, bây giờ đã có một người phụ nữ đang nằm trong lối đi đó. Gương mặt cô ấy cúi gầm, mái tóc dài bù xù che khuất gương mặt khiến người bên dưới không thể nhìn rõ mặt. Hình dáng của cô ấy cũng cỡ hùng hùng, mặc cái váy ngủ màu hồng, hai chân trống không, tay và chân có dấu hiệu bị trói. Đây là, đây là tiểu hoang hoang, ám dạ phi tinh đột nhiên kêu lên. Tiểu hoang hoang nhắm mắt, tự như đang ngủ say, chết rồi hay còn sống vậy, chân của hồng thành tiểu soái lại bắt đầu rung lên, nói nhỏ trong họng. Cửu sát vô xá đang đứng bên cạnh liếc nhìn anh ta một cách mỉa mai, rồi chế nhạo, anh sợ gì? Đã đến lúc người bán bảo hiểm như anh làm việc rồi đó, đi xem một chút, xem tiểu hoang hoang này có phải đã chết hay không, có cần bồi thường không? Hồng thành tiểu soái lắc đầu một cái, anh ta xoay người muốn chạy, nhưng lại bị cận hải dương cản lại, anh cười nửa miệng nói, cửu sát nói đúng, anh thật sự nên ở đây, nhiều người thì có thêm sức để giúp đỡ, hơn nữa, anh có thể trốn đi đâu. Tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt trong ngôi nhà này, có nhiều người cũng an toàn hơn, không biết là hết sợ hãi hay là bị thuyết phục, cuối cùng Hồng Thành tiểu soái cũng xua tan ý nghĩ muốn chạy trốn, ngoan ngoãn đi theo đám người cởi trói cho cô gái rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất, thẩm lưu bạch đi tới gần cô ấy cuối người, vươn tay thăm dò, lại nhướng mi, cô đột nhiên vươn tay tác mạnh vào má tiểu hoang hoang, bên kia tuy có đáp lại nhưng ngay sau đó lại ngủ thiếp đi, không có chút phản ứng nào. Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt thanh tú của thẩm lưu bạch nghiêm túc đáng sợ, chuẩn bị xúc ruột, xúc ruột. Một lời nói ra, hai người đều choáng váng. xúc ruột là gì? Tại sao phải xúc ruột? Liệu có cứu được người hay không? Thẩm lưu bạch cũng không nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, không người đi ra, hôn mê nông, phản ứng ngắn với các ca một cơ hờ thích, không thể thoát ra khỏi trạng thái hôn mê, thở nông và chậm, tồn tại phản xạ giác mạc, đó là biểu hiện của ngộ độc thuốc an thần. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ 30 phút sáng, đã hơn 6 tiếng, rửa dạ dày cũng vô dụng, chỉ có thể trực tiếp xúc ruột sẽ an toàn hơn. Nói rồi, cô lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, lấy ra mấy viên thuốc rồi quay lại nhìn ông chủ trịnh. Xin lấy cho tôi ly nước, ông chủ trịnh sững sờ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô đang nhìn mình, dường như anh đột nhiên tỉnh lại, lập tức rời khỏi phòng phân phối điện. Còn sống không, cận hải dương cao mày nhìn người phụ nữ không quen biết trước mặt, vừa đi vào, anh đã cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó không ổn không ngờ phía trên lại ẩn chứa một người sống lớn như vậy ngộ độc thuốc an thần không phải chuyện đùa chính là chạy đua với tử thần chậm một phút cũng rất nguy hiểm anh cảm thấy lần này mình thật sự bất cẩn trịnh hữu đạt nhanh chóng đem nước đến tuy nhiên dáng vẻ khẩn trương của anh đã tiếp thêm dũng khí cho đám đông ngay sau đó cửu sát tiểu soái và messi cũng theo sau thẩm lưu bạch hòa tan thuốc trong nước sau đó để cận hải dương và ông chủ trịnh lần lượt ông cô gái rồi đổ bình thuốc xuống cho cô may mắn thay phản ứng nuốt vẫn còn rót thuốc không phải là rất khó khăn cô ấy bị sao vậy hồng thành tiểu soái rung giọng hỏi anh không biết người này là ai nhưng vì ám giả phi tinh nói cô ấy là tiểu hoang hoang thì chính là như vậy thật ra bọn họ vẫn đang tranh luận xem hùng hùng có ý đồ xấu với tiểu hoang hoang hay không hiện tại xem ra thật sự là bị bọn họ đoán trúng ngộ độc thuốc an thần người chết đã trúng độc hơn 6 tiếng, ít nhất người bị đầu độc trước sáng sớm ngày hôm nay, liều lượng không nhỏ, còn có ý định để cô ta chết. Thẩm Lưu Bạch nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Hồng Thành Tiểu Soái khi nhìn xuống cô gái tóc dài, cô bận không ngẩng đầu lên, Cận Hải Dương gật đầu mấy cái, nhìn sang, Hồng Thành Tiểu Soái thật hoảng sợ vô cùng, đôi mắt nhỏ hình tam giác tràn đầy kinh khiếp, tự như muốn chấp cánh bay đi, càng xa càng tốt. Mặc dù trong mắt cửu sát vô xá lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cờ hờ không ái cảm mơ hồ vẫn lộ ra ngoài, nếp gấp giữa lông mày của anh ta khẽ giãn ra. Messi rõ ràng là đang bối rối, theo bản năng anh ta liếc nhìn xung quanh, sau đó lại cúi đầu xuống, đứng dậy đi về phía phòng khách. Messi, anh đi đâu vậy? Cận Hải Dương đột nhiên hét lên, nhìn thấy phía sau hơi sững lại, tuy rằng dừng lại tại chỗ, nhưng cũng không có ý quay đầu lại, mà vội vàng ném ra một câu. Tôi ghét nhìn việc cấp cứu, tôi sẽ đợi dưới phòng khách. Nói xong, anh ta vội vàng rời đi anh ấy thật kỳ lạ cửu sát vô xá đột nhiên nói anh ta ngẩng đầu lên vẻ mặt mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt u ám thường ngày trước đó còn khoe khoang bản thân rất đàn ông bây giờ xem ra chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ hơi đáng sợ thôi mà cũng không thể chịu đựng được nữa anh ta nhìn cận hải dương ánh mắt mang theo sự khiêu khích không hề che giấu này anh làm vậy có được không đó sao anh không gọi xe cấp cứu đừng thể hiện quá lỡ làm chậm trễ việc cứu người thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu cận hải dương liếc anh ta một cái nhẹ giọng đáp nếu anh có thời gian để nói những điều khó chịu anh có thể giúp đưa người vào phòng nếu không muốn ra tay cứu người nhìn thấy người chết mà không cứu thì có tư cách gì nói lời chăm chọc ở đây nghe anh nói cửu sát vô xá hơi sững sờ sau đó bước tới hiển nhiên là miễn cường cùng với hồng thành tiểu soái ông chủ trịnh và cận hải dương đưa tiểu hoang hoang còn đang hôn mê đi vào phòng của cận bạch thẩm lưu bạch dĩ nhiên đi theo sau dọc theo đường đi cô cẩn thận quan sát hơi thở của cô gái thỉnh thoảng liếc nhìn mi mắt cô là một bác sĩ sao nhìn thấy động tác điêu luyện của cô hồng thành tiểu soái mới dám hỏi anh ta là một nhân viên bán hàng ánh mắt rất tin tường vừa bước vào đã có thể biết được cặp đôi này không phải người thường coi như là vậy đi thẩm lưu bạch gật đầu mọi sự chú ý của cô bây giờ đều đổ dồn vào cô gái bị đầu độc bất tỉnh hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời lời hỏi thăm của những người này cô đứng dậy nhìn về phía cận hải dương gọi cảnh sát có trường hợp khẩn cấp cần liên hệ xe cấp cứu càng sớm càng tốt cận hải dương gật đầu vươn tay lấy điện thoại trong túi ra sau khi cuộc gọi được kết nối anh thì thầm điều gì đó sau đó cúp máy với vẻ mặt kỳ lạ chuyện gì vậy thẩm lưu bạch nhìn ra vấn đề nhỏ giọng hỏi bảo đã gây sạt lở một đoạn đường lên núi của chúng ta đã bị phá hủy Bây giờ bên dưới có rất nhiều nước, không thể sửa chữa khẩn cấp để lên đây được. Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Nếu cảnh sát không thể đến và cũng họ không thể đi xuống, chẳng phải họ sẽ bị mắc kẹt ở đây luôn sao? Chết tiệt! Tôi không muốn. Tôi muốn xuống núi, Hồng Thành tiểu soái suy sụp, không quan tâm gì hết hết lớn, anh ta đột ngột đứng dậy và lao ra ngoài, chẳng mấy chốc, bên tai mọi người đều nghe được tiếng kêu đau khổ âm thanh khiến người ta cảm thấy nhức nhối nhưng lần này sẽ không còn ai chế nhạo anh ta nữa nếu có thể rất nhiều người có mặt đều muốn làm chuyện tương tự như anh ta chỉ là hồng thành tiểu soái trực tiếp thô bạo hơn bọn họ còn phải lo lắng cho hình tượng của mình cận hải dương không rời mắt khỏi hòa thượng ăn thịt và messi khi tìm thấy người trên trần nhà anh không nhìn rõ khuôn mặt của họ biểu hiện của hai người cũng không khác gì những người khác nhưng sau khi mọi người đưa tiểu hoang hoang xuống phản ứng của hai người có chút thú vị hòa thượng ăn thịt đờ người trong chốc lát vừa nhìn thấy nạn nhân liền lùi lại một bước mắt cứ trợn ngược đây là phản ứng bản năng trước những tình huống bất ngờ so với sự hướng nội của anh ta messi trực tiếp hơn anh ta hít một hơi thật sâu theo bản năng quay đầu nhìn người bạn của mình nhưng hòa thượng ăn thịt đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến nỗi không thèm để ý đến ánh mắt của anh ta anh ta đành phải cúi đầu thậm chí không dám nhìn đến tiểu hoang hoang đang bất tỉnh nhân sự Bên cạnh cận Hải Dương, còn có một người khác theo dõi sát sau hai người bọn họ, đó chính là cửu sát vô xá luôn ra vẻ như vô hình. Anh ta khoanh tay đứng dựa vào tường, vẻ mặt u ám lộ ra một chút cơ hờ không ái cảm, như sợ bị nhìn thấy, cửu sát vô xá nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, trở lại con người vô hình, im lặng và u ám. Cận Hải Dương liếc nhìn cô gái nằm trên giường, đột nhiên nói, ngộ độc thuốc an thần bị hôn mê, không rõ nguyên nhân, không thể loại trừ là do người khác làm, từ giờ, Xin đừng vào phòng trò chơi, phòng phân phối điện và hai phòng trên lầu, những nơi đó là hiện trường. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ nguyên hiện trường cho tới khi cảnh sát đến, lúc này anh không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước, cả người tràn ngập một sự uy nghiêm trấn áp, khiến người ta bất giác tuân theo. Trong giai đoạn này, cố gắng đừng hành động một mình, tình hình bây giờ không rõ, những người ở một mình rất dễ gặp nguy hiểm, anh nói xong, tất cả mọi người có mặt đều hiểu anh muốn nói gì. Trong nhà kín phát hiện có người bị trúng độc hôn mê, Tuy rằng đã được cấp cứu kịp thời, nhưng nếu có người hãm hại, không có gì đảm bảo bên kia sẽ không có kế hoạch tiếp theo, lỡ là hung thủ giết người thì chúng ta đều gặp nguy hiểm. Khi nghĩ rằng những người xung quanh có thể là ác quỷ với bàn tay nhuốm máu, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của một số người. Hồng Thành Tiểu Soái lúc này mới bình tĩnh lại, hỏi một câu, "Ý anh là ở đây sẽ có người chết sao?" "Tại sao anh lại nói như vậy?" "Anh có biết chuyện gì không?" Nghe được lời anh ta nói, Người cao lớn anh Tuấn đột nhiên cười, hào phóng gật đầu. Tôi biết, từ hôm qua, tiểu hoang hoang không xuất hiện, hôm nay bị phát hiện trúng độc, hôn mê ở gác lửng trên trần nhà. Hùng hùng bất ái, giờ đã mất tích, nếu không phải là cô ấy đã phá cửa vào buổi sáng, có lẽ bây giờ lành ít dữ nhiều. Về phần ngôi nhà này, không chỉ tôi biết, mà một số người cũng biết, về vụ án cách đây 5 năm, chắc tôi không cần phải kể chi tiết, ngay khi nói ra những lời này, một số người đã thất kinh, trong khi những người khác lập tức thay đổi sắc mặt cận hải dương nhìn thấy hết thảy cũng không kịp nói cái gì tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được bây giờ việc chỉ xem cô ấy có thể tỉnh lại hay không một lúc sau thẩm lưu bạch đứng lên bình tĩnh nói cô nhìn cận hải dương anh xem cô ấy một lát đi em muốn đi xem hiện trường người đàn ông gật đầu phòng của tiểu hoang hoang cũng giống như hùng hùng bị cận hải dương khóa lại làm hiện trường cho nên hai người quyết định để cho cô ấy nghỉ ở đây dù sao thì chậm nhất là sáng mai cảnh sát sẽ đến, nếu tiểu hoang hoang tỉnh lại trong khoảng thời gian này, trước mắt có thể cung cấp thông tin và lời khai, thấy cô xoay người rời đi, cà chạy vội liền theo sau. Trước khi tới cửa, anh ta đã bị cận hải dương chặn lại, anh không thể theo, tại sao, cà chạy vội chỉ vào người rời đi một mình, nghi ngờ nhìn cận hải dương, không phải anh đã nói không ai có thể vào phòng đó cho đến khi cảnh sát tới sao? Vậy thì tại sao cô ấy lại có thể, ừ, nếu cô ấy làm gì đó với hiện trường làm sao chúng tôi biết được muốn đi thì mọi người cùng nhau đi nếu không thì không ai được vào nghe anh ta nói người đàn ông quay đầu lại nhìn anh ta thản nhiên nói cô ấy là pháp y một số bằng chứng tại hiện trường có thể dễ dàng bị mất nếu không kịp thời lưu giữ đến lúc đó anh cố cãi cỡ nào cũng không giải quyết được anh lấy thẻ cảnh trong túi ra đặt trước mặt mọi người tôi là cảnh sát đây là thẻ cảnh sát của tôi nếu lo lắng anh có thể gọi đến đơn vị mà tôi làm việc để kiểm tra. Nếu anh nghĩ tôi là kẻ nói dối, anh có thể gọi cảnh sát, bây giờ anh có thể đàng hoàng ở đây chưa? Khi anh nói những lời này, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc, ca chạy vội nhìn cận hải dương không tin, lẳng lặng đứng lại. Cận Hải Dương hỏi ông chủ trịnh chìa khóa, anh sẽ phong tỏa hiện trường sau khi thẩm Lưu Bạch đi ra, không ai được vào. Tôi tới đảo cũng khoảng 6 giờ tối, 7 giờ 30 phút đến phòng ăn dùng cơm, tiểu hoang hoang cũng không có ở đó. Nếu lúc đó cô ấy đã bị khống chế rồi thì giọng nói chúng ta nghe ở tầng 3 chắc chắn không phải của cô ấy. Bầu không khí có chút u ám, Cận Hải Dương lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng, vừa mở miệng, mọi người đều lập tức nhìn sang, yên lặng nghe anh nói về vụ án. Biệt thự có tổng cộng bốn người phụ nữ, lúc đó hoa đằng mạng có chứng cứ ngoại phạm ở dưới lầu, bạch ở cùng tôi, hùng hùng bất ái lên sau, chắc là không có thời gian gây án, vì vậy người trực tiếp trả lời là ai? chẳng lẽ trong biệt thự này có người thứ 13, anh chưa kịp nói thì đột nhiên quay đầu nhìn về hướng cửa, nhìn thấy Hồng Thành tiểu soái sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó, thân hình gầy gò run rẩy. Cái gì mà người thứ 13, đừng có dọa tôi được không, anh Kinh Hải nói, nhìn thấy dáng vẻ như gặp ma của anh ta, cận hải dương mỉm cười, lộ ra một nụ cười ác ý. Tôi không hù dọa mọi người, nghe anh nói một cách chậm rãi, khi chúng tôi đi lên lầu ba để gọi cô ấy thì người kia đã ở đây, anh có thấy miệng của cô gái nào hoạt động không? Âm thanh truyền ra từ trong phòng cũng không phải rất rõ ràng, có thể do một người đàn ông tạo ra. Nhìn thấy vẻ hồng thành tiểu soái ngay người, Cận Hải Dương vừa lòng cho anh ta một chút phân tích. Lên lầu ba có tôi, tiểu bạch cùng ám dạ phi tinh, anh và Hùng Hùng lên sau, hoa đằng mạng, hoa thượng, Messi, cửu sát và cà chạy vội đã ở dưới lầu. Tuy rằng khi ở trong phòng, tiểu hoang hoang có nói một câu, nhưng không ai trong chúng ta nhìn thấy cô ấy tận mắt cô ấy đang ở trong trạng thái hôn mê hơn sáu tiếng ít nhất chuyện cũng xảy ra vào trước nửa đêm chúng ta ở lầu một cũng không nghe thấy có người đi qua sau nửa đêm người duy nhất được ra ngoài là hung thủ tiểu hoang hoang không đi chọn thân phận chắc cô ấy không biết thân phận của mình vì vậy rất có thể lúc đó cô ấy đã hôn mê nếu giả thiết này đúng trừ khi ông chủ trịnh ở đó trả lời thay cho cô ấy thì còn có ai ở trong nhà này nữa anh dừng lại biểu hiện trên khuôn mặt anh bỗng trở nên có ý tứ sâu xa nói vậy ông chủ trịnh quả nhiên là người không có chứng cứ ngoại phạm nhưng nếu anh nghĩ một chút anh có nghĩ rằng anh ấy có thể làm được không dĩ nhiên là không sắc mặt hồng thành tiểu soái tái xanh vì sợ hãi dù không muốn chấp nhận sự thật rằng có người là xuất hiện nhưng anh ta vẫn không muốn tin rằng hung thủ đang ở bên cạnh mình vậy chúng ta cùng thảo luận đi chu mạng nói nếu anh đã xem xong thi thể rồi thì nói cho chúng tôi biết một chút chúng tôi cũng có thể giúp đỡ bằng cách động não cô ấy cảm thấy chột dạ khi nói điều này không ai biết rõ danh tính của cận và bạch hơn cô ấy họ chắc chắn rất chuyên nghiệp người ta có chuyện gì mà chưa gặp qua cần bọn họ góp ý sao sở dĩ cô nói như vậy là vì trong lòng cô ấy có ý đồ vừa nghĩ đến có người bí đang theo dõi xung quanh mình cô cảm thấy tim đập nhanh hơn không thể bình tĩnh để làm mọi việc thay vào đó cô cũng có thể yêu cầu cận bạch nói qua về tình hình để bản thân có suy nghĩ trong trường hợp người đó đang ẩn giấu xung quanh họ cô cũng được chuẩn bị tâm lý trước. Nghe cô nói vậy, Cận Hải Dương rất sẵn lòng đáp ứng. Khi Thẩm Lưu Bạch quay lại, anh đang phân tích từng điểm một, đôi lông mày xinh đẹp của cô lập tức nhăn lại. Theo lý mà nói, tình tiết của một vụ án đang được điều tra không nên tiết lộ cho người ngoài, nhất là khi tình tiết không rõ ràng. Nếu nghi phạm nằm trong số những người này, đó không phải là một lời nhắc nhở cho đối phương sao? Cận Hải Dương không thể không biết, anh kỳ lạ như vậy, cô luôn cảm thấy anh có mưu tính riêng. Quả đúng như vậy, linh cảm của cô đã trở thành sự thật. Khi người đàn ông nhìn thấy cô bước vào, anh bất giác vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Anh không nói về phát hiện ra như mọi người mong đợi, nhưng hào hứng kể chuyện ma. Anh đã nói với họ rằng có thể có 13 người trong nhà, vừa mở miệng, tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả cửu sát vô xá nhất thời cũng ngẩng đầu lên. Mọi người biết không, ở ngôi nhà này 5 năm trước đã xảy ra một vụ án mạng một nữ sinh viên đại học đã chết trong căn phòng nơi ông chủ trịnh đang ở, cô gái bị tiêm thuốc gây phản ứng dị ứng mạnh. Mặc dù cảnh sát kết luận rằng đó là một tai nạn, nhưng người nhà của người chết không bao giờ tin điều đó. Nói mới nhớ, hoàn cảnh gia đình của cô gái chết ấy không tốt, theo lý mà nói cô ấy không có cơ hội tiếp xúc với em mờ túy. Nghe nói bạn cùng phòng ở trường đại học đã đưa cô ấy đến bữa tiệc này, sau đó cô ấy đã chết ở đây, ám dạ phi tinh, cửu sát vô xá. Tổng cộng có 11 người ở trong biệt thự vào thời điểm xảy ra vụ án, một người cung cấp M túy và một người cung cấp địa điểm đều đã bị kết án. Chín người còn lại xét nghiệm nước tiểu dương tính với M túy. Hai người bạn cùng phòng của người chết hôm nay đã có mặt ở đây, một người là tiểu hoang hoang bị hôn mê, người còn lại là hùng hùng bị mất tích. Thật ra người nhà người chết cũng rất hận họ. Nếu tiểu hoang hoang và hùng hùng không kéo người chết đến dự tiệc, cô ấy đã không chết, chết không đối chứng ai biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì ở đây, hòa thượng ăn thịt, Messi. Mọi người nói xem, đây có phải là trả thù cho người chết không? Anh mỉm cười nhìn bốn người có sự thay đổi vừa rồi, giọng điệu đầy ẩn ý. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của vài người đều có chút biến sắc. Cận Hải Dương theo dõi cũng không nói gì, chỉ nói bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi, liền đuổi bọn họ đi. Anh nghĩ chuyện này có liên quan gì đến vụ án 5 năm trước, sau khi đóng cửa phòng, thẩm lưu bạch tò mò hỏi. Cận Hải Dương không phải là người nhiều chuyện, thật ra trong thời gian làm việc với anh, cô rất ít khi thấy anh nói chuyện phím ở nơi công cộng chứ đừng nói là với một nhóm người lạ. Anh cố tình làm như vậy, đối với câu hỏi của cô, người đàn ông không trả lời ngay mà quay lại nhìn cô gái đang nằm mê man chưa tỉnh lại, thẩm lưu bạch hiểu ngay, cô ấy hôn mê, hiện đang trong tình trạng ổn định, nhưng không chắc cô ấy có tỉnh hay không, cận hải dương gật đầu, đi ra ngoài nói chuyện, thẩm lưu bạch liếc nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường, một lần nữa khẳng định tình trạng của cô đã ổn định, mới đi theo cận hải dương ra khỏi cửa. Bọn họ đi tới góc nhà phía đông, vừa vặn nhìn thấy cửa phòng hai người, cận hải dương trầm giọng nói, đúng vậy, từ khi tới nơi này, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi xem màn biểu diễn của những người đó, anh đã xác định trong này có gì đó dối trá, anh chưa nhìn thấy tiểu hoang hoang, làm sao anh biết cô ấy là người của bữa tiệc của năm năm trước. Thẩm Lưu Bạch thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong logic của anh. Người đàn ông cười ranh mảnh, đúng vậy, lần này không gặp tiểu hoang hoang, nhưng anh đã tới nơi này, vào năm anh lần đầu gia nhập đội cảnh sát, anh đã xuất hiện tại hiện trường cùng với những tiền bối trong đội, anh đã nhìn thấy cả 8 người trong số họ, đó là vụ án tử vong đầu tiên mà anh gặp phải, anh nhớ rất rõ khuôn mặt của họ, cho đến bây giờ anh vẫn chưa quên được, anh dừng lại và bắt đầu đến tên, tên của cô gái đã chết là Vương Sương, một cô gái xuất thân từ miền núi, điều kiện gia đình không tốt năm đó ở Hải Đô, học trường đại học sư phạm, ngành ngôn ngữ Anh. Một trong hai cô gái tên thật là Hồ Lị Lị, xuất thân từ gia đình bình thường, quê ở Hải Đô. Cô ấy và cô gái kia Thôi Thư Ni đều là bạn cùng phòng của Vương Sương, Thôi Thư Ni là người giàu nhất trong số họ và Thôi Thư Ni cũng là người đưa họ đến bữa tiệc. Hòa thượng ăn thịt Lưu Tranh và Messi Chúc Bằng, là anh em họ, đều làm việc trong hầm mỏ, đồng thời là người tổ chức tiệc em mờ túy. Hòa thượng ăn thịt thuê biệt thự, M túy do Messi cung cấp, còn lại là các cô gái trẻ, tiệc tùng là trò chơi của bọn họ, hai người này bị kết án về tội tàn trữ và sử dụng trái phép chất M túy, số còn lại bị xử phạt hành chính. Nói xong, anh hơi dừng lại, nhìn thẩm lưu bạch đầy ẩn ý, anh thấy hùng hùng hơi giống hồ lị lị, lưu tranh và chút bằng cũng tới, đối với vương sương đã chết, mấy nhân vật chính đều có liên quan đến cái chết của cô ta, đây là trùng hợp sao? Cho nên anh nghĩ nói không chừng tiểu hoang hoang chính là Thôi Thư Ni, bây giờ vừa nhìn đúng là có chút giống, Thôi Thư Ni hôn mê, hồ lì lì mất tích, có lẽ là người nhà của người chết hoặc là người ở buổi tiệc gây ra, theo lý mà nói thì khả năng trước cao hơn, nhưng nếu do Lưu Tranh hay Trúc Bằng làm như vậy, thì cái chết của Vương Sương chắc chắn còn ẩn tình, vậy anh nghi ngờ người nhà của người chết, người nhà bây giờ còn chưa lộ mặt, Lưu Tranh và Trúc Bằng đều im lặng, nhìn không ra sơ hở, nghe câu hỏi của cô, Cận Hải Dương không trả lời ngay. Anh lấy điện thoại ra và gõ hai cái tên vào phần ghi chú. Ám dạ phi tinh, cửu sát vô xá. Họ sao? Thẩm Lưu Bạch kinh ngạc nhìn anh, lại thấy nụ cười của anh thì càng thêm chắc chắn. Anh không biết thân phận của ám dạ phi tinh, nhưng anh đã từng nhìn thấy cửu sát vô xá từ xa. Anh ấy là bạn trai của người chết Vương Sương. Anh nghe nói hai người là bạn học thời đại học, có quan hệ rất tốt. Sau tai nạn của Vương Sương, anh ấy đã từng đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tình hình anh chắc chắn rằng là anh ấy không nhận nhầm người anh dừng lại, rồi tiếp tục vừa rồi, khi anh nói về vụ án của Vương Sương biểu hiện của ám giả phi tinh và cửu sát vô xá có chút không đúng trong khi đó vẻ khó chịu của Chúc Bằng và Lưu Tranh chỉ xuất hiện ở phần sau cho thấy rằng mối quan tâm của họ khác nhau Chúc Bằng và Lưu Tranh rõ ràng quan tâm đê ến Hồ Lị Lị và Thôi Thư Ni trong khi ám Dạ phi tinh và cửu sát vô xá quan tâm đê ến người chết 5 năm trước hiện tại trong biệt thự có tổng cộng 12 người bằng với số người trong bữa tiệc hồi đó, hai người chúng ta tạm thời là biến số, cho nên trong 10 người còn lại, có 6 người có liên quan đến vụ án năm đó. Em có nghĩ đây là một sự trùng hợp không? Thẩm Lưu Bạch trầm mặt một hồi, mới chậm rãi hỏi. Năm đó, trong vụ án, người đó chết như thế nào? Nghe cô hỏi về điều này, Trần Hải Dương lặng đi một lúc, thật sự là do tiêm thuốc, sau đó phát sinh phản ứng dị ứng dữ dội, anh dừng lại một lúc, sau đó nói rất nghiêm túc, anh biết em muốn hỏi cái gì? thật ra anh cũng thấy trường hợp này hơi kỳ lạ nhưng bằng chứng vào thời điểm đó không có vấn đề gì pháp y phát hiện có em mờ túy và máu của người chết trong ống tim rơi trên mặt đất ống tim chỉ có dấu vân tay của người chết rõ ràng hoàn chỉnh chắc chắn không có sai sót theo lý mà nói anh không tin một cô gái có thành tích học tập xuất sắc lại làm ra chuyện như vậy tuy nhiên hiện trường vụ án không rõ ràng chỉ có thể xác định theo chứng cứ tại hiện trường pháp luật cần bằng chứng em biết rõ điều này hơn anh cận hải dương nói vậy thẩm lưu bạch cũng im lặng thật vậy các sự kiện pháp lý phải được giải thích bằng chứng cứ thì mới được xác định điều này có thể sẽ tạo ra sự sai sót so với thực tế khách quan tuy nhiên đây là những quy định của pháp luật không thể vi phạm điều cô có thể làm là cố gắng tìm thêm chứng cứ để sự thật khách quan được tòa án công nhận vậy là anh cố tình nói chuyện này để tạo chút áp lực cho những người đứng sau bức màn cô xoay người thản nhiên nói cận hải dương anh đang đùa với lửa không ai trong chúng ta biết tiểu hoang hoang hôn mê có phải là kết thúc hay không không sai cận hải dương gật đầu đó là lý do tại sao anh cho họ thời gian để bại lộ cảnh sát chắc có thể lên núi vào sáng mai tối đa họ chỉ có một ngày một đêm ai có hành động khác thường sẽ càng đáng nghi bây giờ hai người chúng ta ngoài bảo vệ hiện trường còn có thể truy tìm dấu vết của hùng hùng anh luôn cảm thấy có lẽ cô ấy chưa chết hiện tại nhà này đã là phòng kín có lẽ hùng hùng bị nhốt ở đâu đó không ai biết và vẫn chưa rời đi anh dừng lại nhìn cô gái trước mặt mình với đôi mắt sáng, nhớ lại nửa đêm hôm qua có chuyện xảy ra, có người xuống lầu đi vào phòng phía tây, sau đó tiếng bước chân liền biến mất, nếu không có tiếng đóng cửa, tức là người không vào phòng 101, dù sau khi chúng ta và chu mạng giấu hung khí thì cửa phòng vẫn đóng, phía tây có hai khu vực, một là phòng trò chơi tìm thấy tiểu hoang hoang, hai là phòng phân phối điện. Chúng ta không nghe thấy tiếng đóng cửa khi người từ trên lầu đi xuống, có thể là hắn xuống từ tầng 3, hoặc đi một con đường đặc biệt nào đó, nói đến đây, anh càng chắc chắn hơn, chúng ta tìm cơ hội đi xem cái gương thử, có thể sẽ tìm ra thứ gì đó, Thẩm Lưu Bạch liếc anh một cái, xoay người đi về phòng, chỉ để lại một câu lạnh lùng, "Không được, em muốn chăm sóc bệnh nhân." Cận Hải Dương cũng không tức giận, "Em thật là xấu tính, anh rất có ấn tượng với chiếc gương xuất hiện đột ngột sau khi họ đến." Trên tường của cầu thang lầu 2, bức tường vốn dĩ dán giấy dán tường màu nhạt bỗng nhiên biến thành chiếc gương. Vốn dĩ đây đã là một điều đáng chú ý. Theo kế hoạch, Cận Hải Dương xem cái gương cùng Thẩm Lưu Bạch, nhưng Thẩm Lưu Bạch lại bị Tiểu Hoang Hoang giữ lại, anh đành phải một mình đi xem. Thật ra anh không làm điều đó một mình, khi vừa rẽ vào góc cua, anh đã nhìn thấy có người đang đi về hướng mình. "Chúng tôi đã thảo luận rồi, tốt hơn hết là mọi người nên ở bên nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm." Hồng Thành Tiểu Soái lo lắng nói, "Anh biết người đàn ông trước mặt không dễ gây sự." nhưng ai bảo anh ta là cảnh sát. Trong lúc nguy hiểm như vậy, đương nhiên ở bên cạnh cảnh sát sẽ an toàn hơn. Cận Hải Dương im lặng nhìn anh ta một hồi, sau đó không có ý kiến kéo thẩm Lưu Bạch lên lầu, đi thẳng đến trước gương. Hồng Thành tiểu soái khó hiểu trước phản ứng đột ngột của anh. Tuy nhiên, anh ấy là người biết nhìn sắc mặt của người khác, nên tự nhiên không nói nhiều, chỉ im lặng đi theo. Nhìn từ xa, nó giống như một chiếc gương bình thường, không khác gì những chiếc gương được bày bán trong các cửa hàng nội thất. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, có một khoảng cách nhỏ giữa đường góc dọc theo mép gương và bức tường xung quanh, dường như không vừa vặn. Cận Hải Dương lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, dò xét khe hở giữa gương và tường, sau đó đưa tay gõ vào tấm kính nhẵn bóng. Trống rỗng, anh cúi người ngồi sổng trước gương, cẩn thận xem xét các góc trái phải. Trục trung tâm được đẩy vào trong, người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào chỗ vừa nhìn, "Có những vết ma sát ở đây, ở phía bên kia đối xứng nhau, chiếc gương này có thể lật được." Hai người tìm kiếm một hồi cũng không tìm ra được cơ chế, cuối cùng thân hình cao lớn của cận hải dương đã tìm ra manh mối. Trên một góc rất kín đáo trên đầu gương đã tìm thấy một lỗ khóa nhỏ. Đây là một căn phòng bí mật, ban đầu nó được giấu rất kỹ. Nếu tấm gương không bị lật ngược, chúng ta đã không tìm thấy nó, sao lại lật gương lại? Chẳng lẽ là bởi vì mặt sau gương có dấu vết không thể để người ta nhìn thấy sao? Đúng, Hồng Thành tiểu soái gật đầu, anh liếc nhìn người đàn ông đang chăm chú, nhỏ giọng đề nghị tại sao chúng ta không nói cho bọn họ biết phát hiện này, mọi người đều ở trong phòng khách, người đàn ông nhìn một lát rồi nở nụ cười nửa miệng, sau đó xoay người nói với Hồng Thành tiểu soái đang sửng sốt, ông chủ trịnh còn ở trong phòng khách sao, nhìn thấy Hồng Thành tiểu soái vội vàng gật đầu, cận hải dương cười đầy ẩn ý, đi, tôi cũng muốn nghe mấy người nói chuyện gì, mọi người vẫn đang ngồi trong phòng ăn, mặc dù có người đang nhỏ tiếng nói chuyện, nhưng tai của họ đều dựng lên. Cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài càng nhiều càng tốt bọn họ chỉ biết là hồng thành tiểu soái đi hỏi thăm tình huống cũng không biết nói cái gì vẻ mặt mọi người đều mơ hồ nhìn thấy cận hải dương bước vào mọi người lập tức kinh ngạc ánh mắt đều đổ dồn về phía anh anh cảnh sát chúng tôi đang thảo luận về tiểu hoang hoang anh cho rằng có thể là hùng hùng bất ái làm chuyện đó sao không ngờ người lên tiếng đầu tiên lại là cửu sát vô xá từ khi bước vào biệt thự này anh ta chưa từng có cảm giác tồn tại vẻ mặt u ám giả vờ không muốn giao tiếp với ai cho dù có người bắt chuyện với anh ta câu trả lời của anh ta cũng không bao giờ quá năm chữ bây giờ anh ta đột nhiên nói một câu dài như vậy khiến tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ cận hải dương nhìn anh ta hơi ngạc nhiên tại sao anh lại nói như vậy cửu sát vô xá cười thẳng thắn giải thích tiểu hoang hoang và hùng hùng đến sớm hơn chúng tôi những người còn lại ở trên ô tô dù muốn ra tay cũng không có thời gian lúc nào chúng ta cũng ở chung với nhau tôi không nhìn thấy tiểu hoang hoang từ khi tôi đến không phải giám định y khoa nói cô ấy hôn mê hơn 6 tiếng sau. Tôi đi chuyến thuyền đến đảo Bạch Sa với hoa đằng mạng và cà chạy vội. Chúng tôi đã ở Hải Đô, lên tàu vào trưa hôm qua, ba người chúng tôi không có thời gian mà phạm tội. Vừa nói xong, anh ta đột nhiên nhìn xung quanh, những chuyện còn lại thì tôi không biết. Dù sao nếu tính theo thời gian trúng độc do Pháp y suy đoán, người đáng nghi nhất chính là Hùng Hùng bất ái, và ai đó đã phá cửa sáng nay, khi tất cả chúng ta đang ở trong biệt thự, còn ai khác ngoài cô ấy, nghe anh ta nói điều này, một số người nhỏ giọng đáp lại, cận hải dương bình tĩnh nhìn chung quanh, những người nói giúp là những người đi chung thuyền với họ, đã tạo thành một liên minh nhỏ, bất tri bất giác, những người chơi trong biệt thự này đã chia theo phe, hoa thượng và Messi cùng một phe, chu mạng, cửu sát vô xá và cà chạy vội cùng phe với hồng thành tiểu soái còn lại là ông chủ trịnh và ám giả phi tinh. Dù hai người ngồi trên ghế sofa nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với nhau nên hiển nhiên quan hệ của họ không quá thân thiết. Mối quan hệ giữa mọi người, thể hiện trực tiếp qua cử chỉ và khoảng cách của họ, rất thú vị. Còn động cơ thì sao? Cận Hải Dương cười cười. Tiểu Hoang Hoang và Hùng Hùng bất ái quen biết nhau, sao Hùng Hùng bất ái lại giết cô ấy? Nghe anh hỏi như vậy, mắt cửu sát vô xá hơi mờ đi, tự như nhớ đến một hồi ức không tốt đẹp. Tuy nhiên, anh ấy nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, cứng rắn nói, vậy thì tôi không biết. Nếu anh hiếu kỳ, có thể bắt hùng hùng bất ái để hỏi, ngày nay, bạn thân gì đó đều không đáng tin, nhìn có vẻ như chị em tình thâm nhưng nói không chừng vì vài chuyện vặt vảnh mà nổi máu ghen tị, ra tay độc ác, cửu sát vô xá nói đầy ẩn ý, ánh mắt của anh ta có vẻ vô ý hướng về phía hòa thượng cùng Messi, bên kia dường như đang lướt điện thoại di động, không để ý tới anh ta. Cận Hải Dương nhìn toàn cảnh động tác của anh ta, không nói lời nào mà đưa mắt nhìn về phía thanh niên tóc dài ngồi ở bên cạnh. Ông chủ Trịnh, cái gương trên tường kia là gì? Nghe anh hỏi câu này, ông chủ Trịnh theo bản năng cứng đờ, nghi ngờ nhìn về phía phát ra giọng nói. Anh ta nắm tóc, vẻ mặt mơ hồ không có vẻ gì là giả vờ. Gương gì? Gương ở đâu? Tôi không biết đằng sau gương đó có gì. Anh đột ngột đứng dậy như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Anh đang nói về chiếc gương trên tường ở cầu thang lầu 2 đúng không? đó không phải là chiếc gương thôi sao có vấn đề gì vậy anh không biết à cận hải dương cười nửa miệng liếc anh một cái ánh mắt anh nhìn ông chủ trịnh sắc bén như dao anh ta cúi đầu thật thấp tôi thật sự không biết anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm có chút không phục nhưng vì sự trần áp của người đàn ông nên anh ta không dám lớn tiếng phản bác người đàn ông nhướng mày đột nhiên mỉm cười đứng lên anh đi với tôi anh gật đầu về phía người thanh niên tóc dài gầy gò ra hiệu cho anh ta đi theo mình hai người lần lượt đi đến trước gương ở đây cận hải dương soi gương anh có nghe thấy âm thanh không trong này trống rỗng đã xảy ra chuyện gì anh quay đầu lại chỉ thấy ông chủ trịnh kinh ngạc nhìn anh vẻ mặt mơ hồ vô tội tôi tôi nếu tôi nói tôi không biết anh 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 có tin không cận hải dương bị anh ta làm cho bật cười anh nghĩ tôi sẽ tin sao người thanh niên gầy gò lắc đầu bất đắc dĩ xua tay tôi thật sự không biết anh thở dài nghiêm túc nói gây ra chuyện lớn như vậy, còn liên quan đến mạng người, tôi thật sự rất sợ. Nghe những gì anh ta nói, người đàn ông gật đầu hài lòng. Thật tốt khi anh biết sợ, chuyện này rất nghiêm trọng, anh phải nói sự thật. Anh nhìn chầm chầm ông chủ trịnh một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi, đây là nhà của ai? Quả nhiên, vừa nói ra lời này, ánh mắt của ông chủ trịnh lập tức mở to hơn rất nhiều. Miệng của anh ta đóng mở hai lần cũng không phát ra âm thanh gì, cuối cùng ủ rũ cúi đầu dưới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông anh nhìn ra được không phải nhà của tôi rồi anh ta chán nản nói thật ra tôi không biết ai là chủ ngôi nhà này ai đó đã thuê tôi làm ông chủ ở đây họ đã gửi cho tôi toàn bộ quy trình trò chơi để cho tôi kiếm tiền tôi nghĩ rằng tôi đến đây để làm người tổ chức trò chơi và quản lý đạo cụ ai biết được ngay ngày đầu tiên đã có chuyện vừa nói anh ta vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi cận hải dương cao mày anh nói có người thuê anh à thấy người thanh niên gầy gò vội vàng gật đầu anh im lặng một lúc rồi hỏi tiếp anh có biết ai đã thuê anh không làm thế nào để liên lạc với người đó anh cảm thấy câu hỏi đó thật sự vô nghĩa trò chơi này ngay từ đầu đã được lên kế hoạch người đứng sau còn chưa kịp lộ diện làm sao có thể để lộ sơ hở để người ta điều tra được nhưng nếu không hỏi anh vẫn không yên lòng quả nhiên thanh niên tóc dài gầy gò lắc đầu mơ hồ nói tôi không biết anh dừng lại giống như cảm thấy câu trả lời đơn giản như vậy sẽ bị nghi ngờ là đang che giấu liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu tôi thấy thông báo này trên diễn đàn trò chơi, ai đó đã hỏi tôi liệu tôi có muốn làm người tổ chức và trọng tài trong trò chơi không, 20.000 trong 3 ngày hai đêm và tôi đã đồng ý, nghe vậy, cận hải dương nhíu mày, ánh mắt của anh quét qua ông chủ trịnh, không nghĩ anh ta đang nói dối, cứ như vậy thản nhiên nói, anh có thể cho tôi biết chi tiết hơn chuyện gì đã xảy ra được không, đến bây giờ, thanh niên tóc dài cũng thấy có điều không ổn, anh nuốt nước bọt, gật đầu tỏ vẻ kinh hãi rồi kể lại từng chuyện vì sợ chỉ cần bỏ sót một chút sẽ bị cảnh sát nghi ngờ. Chuyện bắt đầu như tôi đã nói đó, lúc đầu, tôi hơi nghi ngờ, nhiều tiền như vậy mà chỉ cần ở đây chơi vài ngày là có được, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận được 2.000 tiền cọc, tiền được chuyển khoản, khi tôi rút ra khỏi cây ATM vẫn chưa thể tin được, vì vậy tôi đã đến đây. Khi tôi đến, ngôi nhà đã bị khóa, nhưng bên trong đã được bố trí xong hết rồi, chìa khóa và quy tắc trò chơi là do chuyển phát nhanh đưa đến, trên đó không có thông tin người gửi, kịch bản và đạo cụ đều ở trong phòng. Trước khi đến, tất cả người chơi đều liên hệ với tôi, tôi gửi cho họ lịch trình từng người một và xác nhận thời gian họ đến. Tiểu Hoang Hoang và Hùng Hùng bất ái là những người đến đầu tiên. Hai người họ đến sớm hơn tôi hai tiếng và đợi tôi ở sảnh dành cho khách ở bến tàu. Khi cùng nhau lên núi, Tiểu Hoang Hoang và Hùng Hùng hình như cãi nhau về chuyện gì đó, hai người họ không để ý đến đối phương nữa, tôi còn là một người mù mặt, không phân rõ hai người họ ba người chúng tôi thật sự hơi lúng túng phòng đã được sắp xếp trước làm thủ tục theo biển chỉ dẫn trên cửa tôi giải thích ngắn gọn quy tắc trò chơi và chuyện cần chú ý cho hai người họ sau đó tôi liên hệ với tài xế đến đón nhóm cà chạy vội và cửu sát vô xá ở bến tàu vừa nói xong cận hải dương đột nhiên nhắc lời hòa thượng và messi đến khi nào nghe câu hỏi của anh ta ông chủ trịnh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời có phần không chắc hai người bọn họ à thật ra ta cũng không biết mấy người hoa đằng mạng tiểu soái cửu sát đến bằng thuyền bởi vì cơn bão mà đến sớm nửa tiếng ca chạy vội đến từ chuyến trước đó hoa thường và messi khi liên lạc với tôi thì không nói chính xác thời gian hình như họ nói rằng họ đã đến bằng thuyền hai người họ rất giàu tôi không dám hỏi thêm cận hải dương gật đầu ám giả phi tinh thì sao nghe anh hỏi như vậy vẻ mặt ông chủ trịnh càng thêm kỳ quái ám giả phi tinh tự mình tới anh ta thấp giọng nói Tôi cùng đám người tiểu hoang hoang vào cửa không bao lâu, ám giả phi tinh đã gõ cửa, tôi thắc mắc làm sao anh ấy có thể lên đây, nhà ở trên núi, tôi đi theo tài xế đã lâu còn không nhớ rõ chỗ này, anh ấy chỉ nhìn vào bản đồ mà đã tìm được rồi. Chính lúc tôi nói muốn đi đón người, ám giả phi tinh liền đề nghị tôi xuất hiện với cách đặc biệt, vì vậy tôi giả làm thi thể trên mái nhà và để anh ta tới đón mọi người, sau đó tôi gọi xe, vì tài xế chờ chúng tôi tạm thời có chuyện, tôi phải gọi một tài xế khác. Nhưng xe của anh ta lại bị hỏng, vì vậy tôi phải lái chiếc xe dự phòng để đi đổ xăng trước, chờ khi tôi trở lại biệt thự, ám dạ phi tinh đã chuẩn bị xong. Sau đó chúng tôi cùng nhau lái xe xuống núi và đợi khoảng 2 giờ trong sảnh khách gần bến tàu, đã nhìn thấy ca chạy vội, vừa nói, anh vừa đến tên của mọi người. Đầu tiên là cà chạy vội, sau đó khoảng nửa tiếng, Hoa Thường và Messi tới, cuối cùng là các người. Chính là như vậy, tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết, lại nói. Anh ta nhìn Cận Hải Dương như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn khó hiểu. "Anh cảnh sát, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ tò mò, làm sao anh biết tôi không phải chủ nhân của căn biệt thự này? Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai." Nghe câu hỏi của anh ta, Cận Hải Dương chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, anh vươn tay vỗ nhẹ sau lưng thanh niên tóc dài, từ trong túi móc ra một điếu thuốc đưa cho anh ta. "Anh tên gì?" Người thanh niên tóc dài liếc nhìn nhãn hiệu bao thuốc, thụ sủng nhược kinh cầm lấy lấy bật lửa ra chuẩn bị chăm cho người đàn ông tôi họ trịnh tôi tên trịnh hữu đạt cận hải dương đối với anh ta không khách sáo vừa châm thuốc vào ngọn lửa trên tay anh ta thản nhiên nói làm sao mà biết được chỉ cần nhìn căn phòng anh đang ở hả trịnh hữu đạt hút một hơi còn chưa kịp phun ra vòng khói đã nghe được câu trả lời kỳ quái như vậy trong lòng đột nhiên bị nghẹn ho khan một tiếng nghe được ý tứ trong lời nói anh ta mơ hồ nghĩ tới một khả năng không tốt lắm sắc mặt liền trở nên khó coi. Phòng, phòng tôi đang ở, có, có vấn đề gì không? Chủ nhà đã sắp xếp phòng cho mọi người ở lầu 2 và lầu 3, sắp xếp anh ở đối diện phòng trò chơi, nói để tiện cho anh giám sát xem có ai vi phạm quy tắc không. Lúc đó, anh không có ý kiến gì, còn cảm thấy rằng đây là một sự sắp xếp hợp lý. Nhưng bây giờ khi nghe cảnh sát nói rằng căn phòng anh đang ở có vấn đề, thì đột nhiên hoảng sợ. Cận Hải Dương thấy rõ sự hoang mang, hoảng sợ của Trịnh Hữu Đạt anh bình tĩnh sơ cầm, trong lòng thầm tính toán, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào. Nếu anh là chủ nhà thật sự, anh không nên sống trong phòng khách phía Tây ở tầng 1, ít nhất cũng phải ở trong phòng ngủ chính trên lầu 2. Anh cười đầy ẩn ý, cách đây 5 năm từng xảy ra một vụ tử vong, một nữ sinh viên trẻ chết vì dị ứng do tim em mờ túy, hiện trường năm đó ở căn phòng này. Khi phát hiện cô gái kia thi thể đã bắt đầu cứng, anh chưa kịp nói xong, Trịnh Hữu Đạt đã ở trước mặt anh che lỗ tai lại, sắc mặt tái nhợt, lão đảo lui về phía tường, run rẩy nói, đừng, đừng nói nữa, thật, thật là đáng sợ, sao anh không nói với tôi sớm hơn chứ, phía sau tôi sợn cả tóc gáy đó, cận hải dương hừ lạnh một tiếng chỉ vào tấm gương trước mặt, anh có hợp dụng cụ không, lấy cho tôi một cái, hợp dụng cụ. Trình hữu đạt ngơ ngác nhìn cận hải dương, thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của anh, vội vàng gật đầu, xoay người đi về phía đại sảnh, chờ chút, người đàn ông đột ngột ngăn anh lại, ngậm miệng lại. Đừng nói với ai những gì tôi vừa nói." Nói xong, anh đột nhiên nở một nụ cười ác ý và chỉ về hướng phòng ăn. Có thể hung thủ đang ngồi trong đó, anh biết quá nhiều có thể sẽ gặp chuyện không may. Trình Hữu đạt trùng mình, vẻ mặt muốn khóc. "Yên tâm, tôi đi đây." Cận Hải Dương nhìn bóng lưng anh ta, sợ cầm cười. Anh quay đầu lại thì thấy Thẩm Lưu Bạch đứng ở dưới cầu thang, nhíu mày nhìn mình. "Chuyện gì vậy?" Người đàn ông đi xuống cầu thang vài bước, ông vai cô, nhưng lại bị cô tránh đi tại sao anh lại dọa anh ấy cô nhẹ nhàng nói trong mắt đầy vẻ không đồng tình không có anh dọa anh ấy cái gì anh chỉ nói sự thật đó là một lời nhắc nhở tử tế sao em lại ra đây tiểu hoang hoang kia đã tỉnh chưa anh đã khéo léo chuyển chủ đề thẩm lưu bạch biết anh đang nghĩ gì cô trừng mắt nhìn anh một cái cũng không dây dưa nữa chưa các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại em lo lắng anh sẽ làm chuyện thái quá nên ra ngoài xem một chút. Nói xong, cô dừng lại, mặt không đổi nói. Đúng rồi, khi nãy có vài người gõ cửa hỏi em vài chuyện. Ồ, như đã đoán trước, em nghĩ ai là người tích cực, anh siết chặt tay cô, khi anh và Trịnh Hữu Đạt rời đi, tin tưởng rằng cô có thể hiểu ý anh. Thẩm Lưu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó nói hết những chi tiết của mọi người ra. Chu Mạn và Hồng Thành tiểu soái cái gì cũng hỏi, có thái độ tích cực nhất, nhưng em không nghĩ bọn họ có ý xấu gì, mà là quan tâm họ có bị liên lụy hay không. Ám dạ phi tinh là người đầu tiên lên tiếng, nhưng cũng chỉ hỏi một câu, hỏi em tiểu hoang hoang trúng độc như thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng hay không, em không có che giấu anh ta điều gì, sau đó anh ta không nói gì nữa, như đang suy nghĩ cái gì đó. Cửu sát vô xá đã hỏi vụ án cách đây 5 năm, nhưng vì em không phải là pháp y trong vụ án đó, nên em không thể trả lời anh ấy, ca chạy vội không nói gì cả, hoa thượng và Messi thì sao, cận hải dương sờ cầm nhìn qua thẩm lưu bạch hướng về phòng ăn, ẩn ý hỏi có ai trong số họ hỏi về cái gương không? Có thẩm lưu bạch gật đầu. Messi đang phàn nàn ám giả phi tinh chọn chỗ không tốt. Lúc đó có hòa thượng thuận miệng hỏi lầu hai có gương đúng không? Rồi nói trước kia không có gương, chắc là có người bày mưu gì đó. Lúc đó sắc mặt ám giả phi tinh không được tốt lắm, liền đổi đề tài trò chơi này là do ám giả phi tinh tổ chức sao? Có vẻ như vậy, nhưng anh không nghĩ ám giả phi tinh là chủ nhân của căn nhà này. Cô dừng lại, điều chỉnh suy nghĩ của mình, sau đó nói, ám dạ phi tinh lẽ ra phải đến căn nhà này trước đó, khi chúng ta mới vào, anh ta đã rất quen thuộc với thiết kế của từng lầu, bao gồm bí mật về trần nhà của phòng trò chơi và vị trí bật công tắc đèn, những thứ này anh ta đều biết, nhưng điều đó không nói lên gì cả, dù sao thì anh ấy cũng đến sớm hơn chúng ta, có thể anh ấy đã nhìn xung quanh ngôi nhà này một lần, điều kỳ lạ là anh ấy cũng rất rõ ràng về việc sắp xếp của ngôi nhà chu mạng cần một cái bát canh to khi hầm thịt bò lần đầu tiên mở tủ anh ấy đã tìm thấy nó nếu chỉ đến nhìn qua một lần thì đã không thể làm được như vậy vấn đề là ở chỗ anh ấy không phải là chủ sở hữu của ngôi nhà này vẻ mặt thẩm lưu bạch có chút bối rối anh ấy quá mất tự nhiên thoạt nhìn không giống chúng ta nhưng cũng không giống chủ nhà chút nào hơn nữa em nghĩ anh ta cà chạy vội và cửu sát vô xá có biết nhau khi ăn uống và trò chuyện họ giao tiếp bằng mắt với nhau nhiều lần tất cả đều dừng lại khoảng một hoặc hai giây em nghĩ hành vi này là muốn nói gì đó cô dừng lại thản nhiên nói nếu anh tình cờ giao tiếp bằng mắt với một người lạ anh sẽ không nhìn thẳng vào mắt người đó bởi vì điều đó rất bất lịch sự trừ khi anh nhận thấy người kia đang nhìn mình anh mới quay sang nhìn anh sẽ nhìn lại ý là muốn hỏi hay truyền tin gì đó cho đối phương tuy nhiên ba người này có hành động này rất thường xuyên nhất là vừa rồi khi em ngồi trong phòng ăn hầu như nói câu nào họ cũng nhìn nhau Vậy theo em ba người đó có chuyện gì? Cận Hải Dương nheo đôi mắt đẹp để lại. Mặc dù anh và em đang làm việc nhưng anh rất khó chịu khi em cứ nhìn mấy tên đàn ông đó. Em nhìn kỹ như vậy, có phải ngay từ đầu đã nghi ngờ ba người kia có chuyện gì không? Nghe anh nói, Thẩm Lưu Bạch buồn bực lắc đầu. Không, em không nghi ngờ họ, đó chỉ là thói quen của em. Cô đã quen với việc âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người khác, tìm kiếm và suy đoán suy nghĩ của họ từ những chi tiết đó phán đoán hành vi và sự nguy hiểm tiếp theo của đối phương. Đây là bản năng quan trọng nhất mà cô được đánh thức trong viện nghiên cứu. Người bình thường không hiểu những điều này. Trình Hữu Đạt đã trở lại, với một con dao gọt hoa quả trên tay. Cái này được không? Tôi không biết rõ về nơi này nên không biết hợp dụng cụ để ở đâu. Tôi tìm được cái này. Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch nhìn nhau, đồng thời thấy được sự kỳ lạ trong mắt đối phương. Con dao này họ đều thấy rồi, chính là hung khí mà tối hôm qua Chu Mạng đã cất giấu. Tuy nhiên, Mũi dao không còn dính vết mực đỏ, rõ ràng đã bị Trình Hữu Đạt lau sạch. Anh lấy con dao này từ đâu ra? Anh thờ ơ hỏi, nhưng không đưa tay cầm lấy chui dao. Ồ, cái này hả? Trình Hữu Đạt sờ sau đầu, vẻ mặt mơ hồ suy nghĩ một chút, sau đó có phần không chắc chắn nói: cái này chắc là một đạo cụ trong trò chơi. Sáng sớm hôm nay, tôi phát hiện có ai đó đã nhét qua khe cửa của tôi, tôi cũng không biết khe cửa có thể nhét vật này. Vậy là anh đem nó đến đây, hả? tôi không được lấy sao nghe anh hỏi câu này lòng trịnh hữu đạt chợt thấy khó hiểu kể từ khi biết mình ngủ ở hiện trường vụ án một đêm trong lòng anh luôn có dự cảm bất thường dâng lên trong lòng luôn có cảm giác mình bị mắc bẫy có thể bị hại đến xương cũng không còn không có gì cận hải dương nhìn con dao gọt hoa quả thản nhiên nói đi đi dù sao cũng là một con dao đừng làm ai bị thương nói rồi anh lấy một con dao quân đội trong túi ra lấy ra một con dao mỏng rồi nhét vào lỗ khóa trên mặt gương, vặn qua vặn lại một chút, chỉ để nghe một tiếng cạch, ổ khóa đã được mở. Trình Hữu đạt dương mắt nhìn, mặc dù biết có thể mở khóa như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có thể mở một cách gọn gàng như vậy. May mắn thay, người đàn ông trước mặt là cảnh sát, nếu thật sự thay đổi thân phận, anh sẽ phải lo lắng cho sự an toàn của mình. Đúng rồi, nếu anh ta đã có công cụ, tại sao lại bảo mình tìm hộp dụng cụ? Nhưng anh không dám hỏi ngượng ngùng nhìn người đàn ông đẩy gương ra, lộ ra lối đi khuất sau gương. À có người chết, tiếng thét thảm thiết của ông chủ trịnh vang lên trong biệt thự, tất cả mọi người nghe được tiếng thét chói tai, đều là lạnh cả sóng lưng. Ngay sau đó ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, mọi người vội vàng chạy tới. Đó là một không gian giống như một nhà kho, kích thước không lớn, bên trong tối âm, một người phụ nữ lặng lẽ nằm đó. Cô ta mặc một chiếc đầm trắng, tóc dài, trông giống như bộ quần áo mà Hùng Hùng mặc hôm qua sắc mặt cô gái tái nhợt mười đầu ngón tay xanh tím mở to hai mắt như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh người cho dù đã mất đi hơi thở nhưng thần sắc vẫn hung ác thật đáng sợ chu mạng quay đầu đi không dám nhìn thêm căn phòng chìm vào im lặng ngột ngạt thẩm lưu bạch bước tới khẽ lật mí mắt của người chết sau đó nhìn thẳng vào cánh tay của người chết ở bên trong cánh tay phải của người chết có một vết máu đỏ rõ ràng càng dễ thấy dưới nước da nhợt nhạt của cô ta dấu hiệu của suy tiên thẩm lưu bạch thản nhiên nói người chết có những chấm xuất huyết ở mí mắt môi và gò má xanh tím toàn thân tím tái tình trạng tím tái xuất hiện ở trung ương và ngoại biên có lẽ là chết vì suy tim cô nhìn cổ vai và ngực của người chết nhìn thấy những vết bầm tím kia cô không khỏi khẽ nhướng mày thanh tú trên cổ tay có dấu vết bị trói rất có thể là để khống chế sự phản kháng của người chết cũng không thể trực tiếp là nguyên nhân tử vong suy tim bệnh lý hay do người gây ra người chết tử vong như thế nào cô đang xuất thần suy nghĩ nên không để ý rằng mọi người có mặt đang nhìn cô như thấy ma vậy cái chết của cô gái này vô cùng bi thảm cô nằm cứng đờ trong căn phòng bí mật tối tăm chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh cả sóng lưng dù biết cô gái có vẻ ngoài yếu đuối và dịu dàng này là pháp y nhưng lại có thể đeo găng tay cao su rồi trực tiếp chạm vào thi thể làm khám nghiệm tử thi tại chỗ vẫn khiến người ta sửng sốt lúc này thẩm lưu bạch đã bắt đầu kiểm nghiệm rồi cô không di chuyển thi thể nhưng ghi lại tình hình tại hiện trường, thời gian trôi qua, nhiều dấu vết và manh mối sẽ biến mất, việc cố định bằng chứng ngay từ đầu là một nguyên tắc quan trọng của công việc pháp y. Điều kiện quá thô sơ, không có dụng cụ, chỉ có thể khám nghiệm tử thi đơn giản nhất. Không có vết thương nào trên cơ thể người chết, không có tổn thương ở cổ, miệng và khoang mũi, có vết bầm tím ở cổ tay và mắt cá chân, nghi ngờ rằng cô ta đã bị trói trước khi chết. Nói đến đây, cô nhíu mày nghi ngờ, nguyên nhân tử vong là do suy tim bên trong cánh tay phải có một lỗ kim nhưng do người chết có thói quen dùng em mờ túy nên không thể loại trừ nguồn gốc của lỗ kim người chết tử vong vì bệnh à sau đó cô lại lắc đầu không phải chẳng lẽ là giống trường hợp chu thị vận vừa rồi cận hải dương sờ cầm thích thú nhớ lại đêm dông bão đầu tiên họ ở bên nhau nhưng cô gái xinh đẹp lại lắc đầu không giống hoàn toàn cô dừng lại nhanh chóng suy nghĩ sau đó nói rất nghiêm túc lần trước chúng ta phát hiện trên ngực chu thị vận có một vùng thiếu máu cục bộ trên người còn lưu lại dấu vết của chữ không tìm thấy thứ đó trên người này tuy nhiên cổ tay và cổ chân của người chết có dấu vết bị trói nếu là vụ án hình sự thì hung thủ nên dựa vào phương pháp này để khống chế sự phản kháng của cô ta dùng kim tiêm truyền không khí gây tắc mạch cuối cùng có thể người chết đã bị thuyên tắc khi dẫn đến suy tim nhưng việc này phải tiến hành giải phẫu mới có thể xác định được nghe cô nói vậy cận hải dương chợt nhếch mép cười như nhớ ra điều gì thú vị thời cổ đại hoa quốc có hình phạt gọi là muộn tể hay còn gọi là thiếp gia quan nghĩa là dùng giấy ẩm che miệng và mũi của nạn nhân dán từng lớp một cho đến khi nạn nhân chết giống với cái em nói không thẩm lưu bạch lạnh lùng liếc anh một cái thản nhiên đáp đáp không giống nhưng nếu kiểm tra là bị ngạt chết em sẽ xem xét khả năng xảy ra tình huống này thật ra em tò mò về những vết kim trên cơ thể cô ấy hơn những gì anh nói cô chỉ vào vai phải của người chết và nói những thứ ở đây mới được tạo thành do người chết tạo ra khi còn sống vừa nói cô vừa chỉ vào một vết bầm xanh trên khuỷu tay trái của xác chết đây là những lỗ kim cũ những chấm đen tuyền có thể là dấu vết do những vết chích thường xuyên của người chết cận hải dương lấy đèn pin chiếu lên quả nhiên anh thấy trên cánh tay của người chết còn vết bầm tím cho nên tiểu hoang hoang và hùng hùng bất ái cùng nhau dùng em mờ túy giọng điệu của anh rất chắc chắn Em có nghĩ rằng lý do tử vong là do tiêm thuốc quá liều không? Nghe câu hỏi của anh, Thẩm Lưu Bạch ngập ngừng gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu. Về mặt lý thuyết, hoàn toàn có thể. Trên khuôn mặt cô ấy có một vẻ bất định hiếm hoi. Tuy nhiên, dựa trên tình hình hiện tại, cá nhân em nghĩ đây có thể không phải là vấn đề lớn. Cô dừng lại, như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó nói một cách chậm rãi: Tình huống mà anh đề cập cần được xác định bằng xét nghiệm em mờ túy bây giờ để em đoán mà không có căn cứ thì em nghĩ là không thể không có công cụ và dụng cụ nào để kiểm tra mọi phỏng đoán của em cũng không có bằng chứng xác thực nên đây chỉ là giả định chủ quan của em và em không thể đảm bảo độ chính xác nói cho anh nghe đi người đàn ông mỉm cười đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai cô thật ra nếu pháp y có thể cung cấp những ý tưởng và hướng đi mới cho hoạt động điều tra thì đó sẽ là công lớn đó hãy nói ra những nghi ngờ của em cùng nhau thảo luận và sau đó chúng ta có thể tìm ra bằng chứng và lập luận đây cũng là một cách suy luận được thẩm lưu bạch gật đầu đây là lần đầu tiên cô ấy đưa ra những giả định và suy luận mà không có đủ bằng chứng chắc chắn cô cũng có chút lo lắng hiện nay có thể xác định là hai tay và chân của người chết có dấu vết bị trói điều này có thể khẳng định trước khi chết cô ấy đã bị hạn chế tự do người chết có những vết bầm cũ ở bên trong cánh tay trái và khuỷu tay đó là những vết do cô ấy sử dụng ống tim nhiều lần liên quan đến việc người chết đã có tiền sử sử dụng mờ túy có khả năng để lại khi cô ấy tiêm mờ túy vấn đề là bên trong cánh tay phải của người chết cô chỉ vào lỗ kim trên cánh tay của xác chết và nói vết thương ở đây rõ ràng là mới hơn khuỷu tay hình dạng chắc là tạo thành trước khi chết rõ ràng có phản ứng sống nhìn chung có nhiều trường hợp tiêm vào tĩnh mạch mặt trong của bắp tay từ góc độ và vị trí của lỗ kim có thể người chết dùng ống tim để đâm vào vị trí này bằng tay trái của mình nên không thể loại trừ khả năng lỗ kim này là do chính người chết gây ra nhưng kết hợp với dấu vết bị trói trên tay và chân của cô ấy chắc là trước bị trói và trước khi chết bởi vì suy luận của em là trước khi cô ấy chết ai đó đã tiêm cho cô ấy thứ gì đó chúng ta cũng không chắc liệu thứ này có phải là nguyên nhân tử vong của cô ấy không nữa ngừng một chút thẩm lưu bạch nói tiếp tay chân của người chết đã cứng lại các đống xác chết đã hình thành cô vươn tay ấn vào những đống xác chết màu đỏ sẫm hơi mờ đi nhưng chúng không dễ dàng biến mất. Theo mức độ co cứng, cô ấy đã chết trong ít nhất 10 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ sáng, theo tình trạng co cứng của thi thể, ít nhất là 9 giờ tối hôm qua, cô gái này đã chết. Đôi mắt của người chết mở to, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, lớp trang điểm dày đã được lau qua, chỉ để lại dấu vết hai màu xanh và đen, trông rất đáng sợ. Trong mắt cô ta hiện lên sự hoảng sợ, không cam lòng và lòng căm thù sâu sắc. Người chết có vẻ mặt như vậy không thể là do bệnh tật hay tự sát, rõ ràng rất hận hung thủ đã giết mình. Gọi cảnh sát, lần này là án mạng. Thẩm Lưu Bạch nhìn một lát, sau đó thở dài, nhẹ giọng nói, phòng gương được khóa lại cùng với thi thể bên trong, cô không đụng vào bất kỳ việc gì trong hiện trường. Hình dạng của người chết, những dấu vết và vật dụng xung quanh, thậm chí cả dấu giày đều là những chứng cứ quan trọng, phải chờ nhân viên giám định dấu vết đến kiểm tra tại chỗ. Vụ án này xảy ra trên đảo Bạch Sa phân cục tân hải không có thẩm quyền việc điều tra vụ án là công việc của cảnh sát địa phương trên đảo bạch sa cô và cận hải dương không thể vượt quyền sở dĩ trước đó khẩn trương thu thập chứng cứ là do tiểu hoang hoang đang hôn mê cần được chữa trị hiện trường phải chuyển đi chứng cứ có nguy cơ bị mất ngay lập tức bây giờ căn phòng bí mật này có thể khóa lại nên không cần phải lo lắng nhiều như vậy em đã nhìn tổng thể khoảng trống phía sau gương không có gì nên em loại trừ khả năng lật gương vì sợ phát hiện dấu vết nhưng nếu đã như vậy, hung thủ căn bản không cần lật gương lại, điều này càng khiến người ta nghi ngờ thôi. Thẩm Lưu Bạch vừa đi vừa nói nhỏ với Cận Hải Dương, giọng cô không lớn, giữ âm lượng vừa đủ để cả hai đều có thể nghe rõ, người ngoài không thể nghe được, có lẽ hắn chỉ muốn bị người ta phát hiện, người đàn ông sờ cầm, ánh mắt đầy ẩn ý. Một số nghi phạm tội phạm chỉ thích gieo rắc mối nghi ngờ và tạo ra bầu không khí cơ hờ ủng bố, sau khi mọi người hoảng sợ, hắn có thể tìm cơ hội tấn công hoặc trốn thoát. Thẩm Lưu Bạch suy nghĩ một chút cũng phải thừa nhận lời anh nói có lý. Ngoài thi thể, em còn thấy một chùm chìa khóa trong mật thất, cô chỉ vào con dao trong tay cận Hải Dương. Có một thứ tương tự như của anh, chắc là chìa khóa để mở căn phòng gương này, xem ra hung thử bỏ người vào và không có ý định mở ra nữa. Nghe những lời cô nói, người đàn ông bật cười, vẻ mặt chế giễu. Tất nhiên là hắn sẽ không mở ra nữa, ngày mai cảnh sát sẽ đến, mà còn giữ chìa khóa trong tay, không phải là để lại nhược điểm cho người ta nắm sao thật ra thẩm lưu bạch cũng biết chuyện này sau khi cảnh sát đến có lẽ sẽ bắt đầu khám xét tại chỗ căn nhà hiện giờ là một công trình kiến trúc kín nhiều cặp mắt nhìn nhau muốn làm gì cũng bất tiện bỏ vật chứng và hung khí trừ phi là một mình ở trong phòng có thể do phạm vi hoạt động có giới hạn làm chuyện gì cũng dễ bị phát hiện thay vì vậy trực tiếp để bên cạnh người chết trái lại có thể loại bỏ liên quan bây giờ hùng hùng đã chết tiểu hoang hoang còn chưa tỉnh, trong vòng nghi ngờ chỉ còn lại mấy người, Cận Hải Dương nói tiếp, Hồng Thành Tiểu soái và Trịnh Hữu Đạt có thể loại trừ, xem ra họ không giống người biết tình hình, những người phản ứng với vụ án 5 năm trước là ám dạ phi tinh và cửu sát vô xá, những người phản ứng lại cái chết của Hùng Hùng chính là anh em Messi và Hòa Thượng, bốn người này đáng nghi hơn, so với những người khác, ám dạ phi tinh, Hòa Thượng và Messi có nhiều thời gian phạm tội hơn. Ám dạ phi tinh đến sớm hơn mọi người, mặc dù hòa thượng và messi đi cùng xe với chúng ta nhưng không ai biết thật ra họ đến đảo lúc nào có thể đã gặp hai cô gái trước những chuyện này sau khi cảnh sát đến có thể điều tra nhưng những thứ này bây giờ có thể tạm gác lại nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là bảo vệ hiện trường và đảm bảo bằng chứng dấu vết và nhân chứng này được bình an vô sự cho đến ngày mai cận hải dương cười nói thẩm lưu bạch gật đầu cô đứng dậy lại bên giường kiểm tra hơi thở của tiểu hoang hoang khi thu tay về Ánh mắt chợt dừng lại trên mặt cô ta, hừ, một tiếng trầm thấp, cô cúi người nhìn một lúc, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Chuyện gì vậy? Cận Hải Dương thấy biểu hiện của cô không đúng, vì vậy anh cũng đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Người phụ nữ trước mặt vẫn bình an vô sự nhắm mắt lại, không thấy có gì khác lạ so với lúc trước. Cô ấy tỉnh rồi sao? Người đàn ông thấp giọng hỏi. "Không, không phải." Cô lắc đầu, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ kỳ quái, giống như đang nghĩ đến điều gì đó khác thường ngay cả chính cô cũng không tin lắm. Dù vậy, cô ấy vẫn hào hứng nói, người chết thật sự là hùng hùng sao? Anh không cảm thấy, tiểu hoang hoang này, mặt mũi rất giống hùng, hùng hùng hôm qua, thấy giống không? Sau khi nói xong, cô cảm thấy có chút khoa trương, vì vậy cô lại nhìn lên người đang hôn mê trên giường, càng nhìn cảm giác này càng trở nên chắc chắn. Thật sự là, mũi và miệng giống nhau, đỉnh trán hơi hõm xuống, trên sống mũi có dấu vết tiêm chất làm đầy, chẳng lẽ là do trang điểm sao? Nói về vấn đề này, Cận Hải Dương không thể lên tiếng, anh đã từng nhìn thấy Hùng Hùng, đúng vậy, nhưng đã từ nhiều năm trước, khi gặp lại sẽ chỉ cảm thấy quen mắt, muốn anh khẳng định mặt mũi giống như đúc thì hơi làm khó anh. Hơn nữa, sau 5 năm, diện mạo của một người rất dễ thay đổi, việc duy trì tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến các chi tiết trên khuôn mặt của một người, chưa kể đến các kỹ năng thần kỳ của phẫu thuật thẩm mỹ và trang điểm. Trong mắt anh, những cô gái trang điểm đậm tẩy trang cũng không khác gì hầu hết mọi người đều là khuôn mặt trắng bệch, mi giả và cầm nhọn, không thể nhận ra chút nào, dễ khiến người ta bị mù mặt, hùng hùng bất ái hôm qua trang điểm đậm, lông mi giả dài dày, anh thấy đường nét giống như người đang hôn mê, người hôn mê đã tẩy trang, nhưng so với dáng vẻ ngày hôm qua thì không giống, vốn không có cách nào phân biệt được. Người chết cũng là một người nổi tiếng trên mạng, lúc nào cũng trang bị thêm lông mi giả và cầm nhọn, thật khâm phục thẩm lưu bạch phân biệt được hai người này trước và sau khi trang điểm, thành thật mà nói. Trong mắt anh, giáo sư thẩm nhà anh mới trông khác hẳn những người khác, mỗi lần xuất hiện đều kèm theo hào quang đặc biệt, muốn không thấy cũng khó. Hết chương 160, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.